Trời ơi, bị cái gì rồi? Ủa, chị hai. Ủa, đi đâu vậy? Ủa, xe chị hai bị hư nữa hả? Hư hoài à, chịu quá à. Thôi, đưa đây, để em sửa cho. Biết sửa không đó? Chị hai yên tâm. Yên tâm hả? Trời ơi, cưng quá mà lúc nào cũng dở chứng. Chán thiệt. Chị hai đang nói cái xe, chị hai đang nói em vậy? Tôi cũng cưng ông đó ông. Ông liệu mà học hành cho đàng hoàng, đừng có mà chứng như cái xe đó nha. Chị cười gì vậy? Mặt em dính gì hả? Không dính gì đâu, đẹp trai lắm. Sáng sủa. Ôi, nhà kỳ quá. Có dính gì thì chùi đi, còn đứng cười người ta nữa. À, dính nè. Đau quá à. Ôi, sửa được không? Dạ không. Thôi, dắt về. Để đi dắt về nha. Thôi, chị hai dắt xe của em đi. Em dắt xe này cho. Dắt xe cũng phải đội nón vô. Xe gì mà hư hoài. Mình phải mạnh mẽ lên mới được. Lương chỗ này mất thì kiếm chỗ khác. Mình giỏi nhất là kiếm tiền mà. Chị hai, đi. Ủa, nãy chị hai tính đem đóng đồ nghề này ra cho hai sửa thiệt luôn hả? Chứ sao nữa. Ủa, giỏi quá vậy. Hai mà, cái gì chả biết làm. Nhưng mà con gái mà giỏi quá. Có chuyện ế. À, thật là nụ hôn có sức mạnh ghê gớm thiệt. Ta đã khỏe là rồi, chơi tiếp. Hãy xem ta trả thù đi. Quảnh tù xì ra cái gì ra cái này. Ha ha ha, chiến thắng. Ê, chân gian về hồi nãy chú đâu có bệnh chán đâu. Bây giờ tới chú bốn còn bệnh chán là sao? Trời ơi, càng nhìn càng thấy giống vậy ta. Đâu có giao lệnh là lấy tay che chén là đâu. Trời ơi, có cái lực đó nữa hả? Ăn gian bốn một cái hết cỡ luôn nè. Đau chưa? Sợ chưa? Chơi tiếp nè. Quýnh từ tì ra cái gì ra cái này. Ủa chồng. Ủa, ai da, ai da. Ủa chồng ơi. Ảnh xì xì thôi mà có gì đâu mà vui dữ vậy? Vui trời ơi, hai chú cháu tôi vui banh xác. Chơi nữa. Thôi, chiến thắng này mình chơi trò khác đi. Chơi trò này đang vui mà, chơi trò khác là trò gì? Hay là mình chơi trò bắt trước khuôn mặt đi. Chứ khuôn mặt là sao? Chú Quân không hiểu. Có nghĩa là con làm cái gì thì chú phải làm theo đó. À, chú hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ chú Quân sẽ là tấm gương của con. Rồi con sẽ làm cái gì là cái tấm gương nó sẽ làm giống vậy, đúng không? Dạ. Rồi chấp con làm trước luôn á. À. Nữa, cái kiểu mê chơi game đích thực là có trong máu của ông Quân chứ không ai hết á. Ôi trời ơi là trời, không lẽ nào. Nè nè nè, thôi đừng có chơi nữa. Chơi nãy giờ lâu rồi. Trời ơi, hai chú cháu tôi còn sung mà. Chơi tiếp, chơi tiếp luôn. Không, bây giờ chơi hình dáng đi. Bây giờ hình dáng đi. Nè, đố con, làm giống chú được. Con ơi. Em, anh đang chơi với lại đậu bắp, ra lấy đồ đi. Thôi, vô. Anh ra anh lấy đi, đồ nhiều lỡ nhiều nặng lắm. Anh đang chơi đậu bắp mà. Em chơi với đậu bắp cho anh ra anh lấy đi. Đi 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 đi. Anh chơi đậu bắp vui mà. Thôi, em chơi hồi nãy giờ anh chơi nhiều rồi, đi qua lấy cho em đi. Đi. Rồi đợi chú chút nha. À, bắp nè, nghe cô Tiên hỏi nha. Dạ. Ở nhà con giống ba hay giống mẹ vậy? Con cũng không biết nữa, nhưng mà ba là bạn của mẹ. Ba là bạn của mẹ? Dạ. À, ai nói cho con biết vậy? Mẹ nói. Mẹ của con kể. Dạ. Vậy ba của con có sở thích gì con biết không? Dạ có. Ba của con thích chơi game. Thích chơi game? Rồi gì nữa không? Mệt ghê á. Ba của con còn thích uống sữa đậu nành nữa. Sữa đậu nành? Dạ. Sữa đậu nành thật là ngon, đúng là món tôi khoái khẩu. Trần Á Quân!
Con không ngờ. Anh ra lấy đồ cho em mà còn ngờ gì nữa. Bỏ xuống. Cái gì vậy? Đi lên đây tụi em. Ê, đi lên đây bắp. Đi lên đây. Cái gì vậy? Bỏ đồ bắp đây mình vậy? Bị gì tiếng lo đi sành sạch vậy? Anh nói đi. Đậu bắp là ai? Hả? Đậu bắp là đứa con nít. Tôi nói đậu bắp là con của ai? Đó là con của Nguyệt. Em nói em rồi mà. Con của Nguyệt và anh đúng không? Cái gì? Con của Nguyệt và anh đúng không? Trời ơi Tiên ơi Tiên. Đi đâu vậy? Đi vô đây cho tôi. Đi vô đây. Em bị điên. Em bị điên hả Tiên? Trời ơi, em nghĩ sao đậu bắp là con của anh với Nguyệt? Hồi nãy hai người chơi trò chơi với nhau, tôi quan sát rất là kỹ và tôi phát hiện ra một điều, không có một cái điểm nào khác nhau hết. Từ cái dáng ngủ nè, cái cách chơi, cái cười nè, cái khuôn mặt tròn tròn nữa, rồi sở thích nữa, không có gì khác hết. Hả? Còn chối nữa hả? Trời ơi, em có bị sốt nóng đầu không vậy? Bị quan tưởng hả? Thì anh với lại đậu bắp là con trai. Anh hồi nhỏ mặt cũng tròn tròn, cũng mắt mũi giống vậy, nhưng mà khi mà nó phát triển nó vậy thì mặt nó sẽ khác. Em hiểu không? Rồi hồi nãy chơi cái trò chơi đó là tại vì á là làm giống nó là mình thắng, làm giống vậy thôi, phải làm giống nó chứ. Ồ, nhưng mà đâu phải ai làm cũng giống đâu, chỉ có đậu bắp với anh là làm giống y chang nhau. Nè anh coi tôi làm nè, có thử giống anh không nha. Hồi nãy anh làm cái gì? À, nè, giống không? Không hề giống. Giống. Giống cái gì? Giống em làm, tao làm lại coi. Mày giống. Giống cái gì mà giống? Giống khùng. Hay là giống khùng quá. Tôi không có giỡn đâu nha, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Thì giỡn gì tự nhiên. Mỗi anh làm giống đầu bắp còn em làm ra vậy, giống khùng thiệt. Giống. Nè. Gì? Bây giờ có chịu nói không? Nói cái gì nữa? Anh với đầu bắp đâu phải là cha con ruột mà nói cái gì? Không phải con trai con ruột. Nhưng mà hồi nãy á, em đã hỏi đầu bắp hết rồi. Đầu bắp khai hết rồi. Đầu bắp nói á là ba của đầu bắp á là ngày trước là bạn thân của mẹ đậu bắp. Ok. Rồi, sở thích là thích uống sữa đậu nành nè, thích chơi game nè. Còn ai ngoài trồng khoai đất này nữa? Là anh đó, anh lừa dối em hả? Trời ơi Tiên ơi Tiên, em bớt điên giùm anh được không Tiên? Em nghĩ sao vậy? Trời ơi, anh với Nguyệt không có cái gì hết, mà làm sao mà đậu bắp là con anh được? Còn cái chuyện kia là giống nó trùng hợp thôi. Thì em mới suy nghĩ là cái mặt, rồi xong cái dáng ngủ. Dáng ngủ là khi mình ngủ mình vô thức rồi thì nó giống nhau. Rồi chơi trò chơi nãy là giống thôi. Còn mặt con trai hồi nhỏ nó giờ lớn thì nó khác nhau. Ủa vậy sao anh nói á là ngày xưa Nguyệt thích anh lắm mà? Thì anh nói vậy với em là để giật le em thôi, chứ thật ra anh với Nguyệt chỉ là bạn bè. Bây giờ người ta không có ở đây, cho nên anh muốn nói gì mà không được. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Đi đó, đi xuống chơi đậu bắp. Đi xét nghiệm ADN. Vô duyên cùng hả? Điên bớt điên giùm cái, bớt khùng. Chừa tôi điên tôi khùng gì? Bị điên tự nhiên tốn tiền tốn bạc để xét ADN. Anh đã nói anh đậu bắp không có cái gì cả, anh và Nguyệt không có chuyện gì hết. Không sao, cái chuyện này rất là quan trọng, cho nên tiền bạc đối với em là chuyện nhỏ, em lo hết. Bây giờ chỉ việc đi xét nghiệm ADN. Còn nếu như anh sợ, anh không dám đi, có nghĩa anh và đậu bắp là cha con với nhau. Anh lừa dối em. Nè, dám đi không? Anh nói em nghe nha. Khoảng thời gian rảnh rỗi á, mình hãy xem là thế giới động vật, xem ca nhạc, hay là xem về cái gì đó kỳ thú, hay mình đi làm cái gì đó, bớt coi mấy cái drama lại, mấy cái drama ảo tưởng rồi bây giờ tưởng tượng như vậy. Em bớt coi lại đi. Nè, anh đừng có lỗi cho em không bị nhiễm một cái gì hết á. Mà bây giờ vấn đề quan trọng, nếu như anh với lại đậu bắp không phải là cha con với nhau thì đi xét nghiệm. Tại sao thì sợ? Có gì đâu phải sợ. Sợ cái gì Tiên, tốn tiền tốn bạc như vậy. Em ngang ngược quá à, thiệt. Anh không muốn. Em muốn nghĩ cái gì đó nghĩ. Thiệt tình nói chuyện em bực mình quá. Anh làm cho tôi không bực hả? Anh đi đâu đó? Anh đứng lại cho tôi. Trời ơi.
Dạ em chào anh. Ừ. Anh cho em hỏi nhà anh Bảy. Anh là anh Bảy đúng không ạ? Bảy gì? Anh Bảy Gà, nhà anh Bảy Gà đâu vậy anh? Bảy Gà hả? Dạ. Giờ ở đây không có Bảy Gà, có Bảy Dịch được không? Vô vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây đi bắt Dịch về nhậu luôn nè, đây đây, vô đây, vô đây. Dạ, 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 thôi, thôi, đi. Chết, tụi em xin phép. Hai anh cứ tiếp tục. Ở đây có Bảy nè, có Bảy Dịch nè, đi. Dạ, dạ. Dạ, thôi vậy, anh... Cậu Bắp. Dạ. Chú Quân dẫn con đi chơi. Dạ. Giờ đi chơi thôi. Dạ con không có tiền đây. Nè, anh đi đâu rồi? Đi đâu còn lâu mới nói. Anh ở nhà cho em. Đừng Quân. Anh mà đi là đừng có về nữa đó. Đúng nhà ông Bảy Gà rồi. Đúng rồi. Chú Bảy ơi. Chú Bảy ơi, chú Bảy. Tao kêu đi mua rượu tao nãy giờ mà tao ở đó. Rượu tao đâu hả? Nè, dám cả treo tao hả? Đi mua lẹ cho tao, không tao đánh má mày nhìn mày không ra đó. Về tới nhà rồi, Quân ơi. Chú Quân ơi, con khát nước, con đi uống nước nha. Khát nước, ê, đây đây đây. Đây đưa ba lô đây chú cất cho. Rồi đi uống nước đi. Biết chỗ để nước không? Dạ có. Trong tủ lạnh đó con. Dạ. Lấy giùm chú một lon nước ngọt luôn nha. Dạ. Giỏi. Của chú Quân nè. Có nước chưa con? Dạ. Chà, giỏi. Đúng nước chú thích luôn. Cũng ly cái nè. Yo. Con chơi chú đúng không? Dạ không. Con lắc nâu nước ngọt cho nó xịt vô mặt chú cho con vui đúng không? Chứ tại sao? Gớt sao không nói chú? Để chú biết. Chú lựa lon khác. Rồi chú xin lỗi đã la con. Đi ra một kia ngồi chơi đi chú dọn dẹp. Dạ. Chú Quân ơi. Cái gì con? Chú đang lao. Để chú một chút. Con mới kêu chú hả? Dạ. Trời, cái ánh mắt này. Con đừng có nói với chú là con ị đùn rồi phải không? Dạ em đói bụng. Đói bụng mà sao nhìn chú ghê vậy, như muốn ăn chú luôn vậy. Đói bụng thì để chú nấu đồ ăn cho. Chứ còn vụ kia hơi căng chứ không có rành nghe chưa. Để chú vô nấu đồ ăn cho. Ê, mắc toilet là biết chạy toilet mà đúng không? Ờ, à, nhớ nha. Chứ mấy kia chú không có biết đâu nha. Khổ quá gì ơi. Nịnh đi. Khổ ấy mà khổ không biết nữa. Con không ngờ chồng con là một người như vậy. Nè, ngó gì nè. Không có khóc nữa. Con bình tĩnh đi. Cái gì cũng phải có cái lối thoát hết á. Từ 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 từ. Đừng có ào ào vậy, nghe chưa. Đó, thành ra suy nghĩ cho kỹ. Theo như dì nghĩ là thằng Quân vậy là đúng rồi. Không phải là con riêng đâu, không phải là con của nó đâu. Thì con đừng có khóc nữa. Nếu mà như vậy á thì anh phải chịu đi xét nghiệm chứ đằng này không có chịu đi. Nhiều khi á chi phí xét nghiệm mắc quá, nó ngại nó không đi thì sao. Hoặc là như vậy nè, nó đã nói không là không rồi thì con phải tin tưởng nó chứ. Hay là như vậy nè, con đừng có khóc.
biết đâu là cái thời trai trẻ mà thì phải có một sự nông nổi, nhiều khi đó là một cái tai nạn ngoài ý muốn chứ sao. Nín đi, thôi nè, dì nói vậy thôi chứ dì nghĩ thằng Quân nó là một người đàng hoàng, không có chuyện đó đâu. Nếu mà đàng hoàng thì anh mới chịu đi xét nghiệm, lần này nó không chịu đi, vậy là con của anh đúng rồi. Mà nói nghe nè, nãy giờ mày có câu quả đó hoài mà không nói câu khác, cứ cái ADN hoài mà khóc à. Con cô quá gì à. Nín, để tôi nghĩ cách. Khóc hoài làm sao nghĩ ra cách được. Cách gì ta? Nín đi đừng khóc, để gì nghĩ cách cho. Nín, có cách rồi. Cách gì vậy vậy? Nè, nếu mà bây giờ con muốn biết là có phải họ là cha con hay không mà thằng Quân nó không chịu đi xét nghiệm ADN, vì có cách này, nhớ nghe chưa? Lựa vào lúc đêm khuya, thằng Quân và thằng Đậu Bắp đã ngủ say sưa, con tắt đèn đừng mở, và con sẽ cầm một cái kéo, con nhớ là cái kéo đó thiệt là nhọn, rồi từ từ con tiến tới giường thằng Quân và thằng Đậu Bắp. Gì vậy? Thôi cái gì? Phải làm. Thôi con không làm được. Con phải làm được. Thôi con có giết người đâu. Mày điên hả? Dạ. Giết người đâu đây? Cắt tóc, cắt một nhúm tóc của thằng Quân và thằng Đậu Bắp rồi tự động con đem đi xét nghiệm ADN. Nếu mà tụi đó là cha con thiệt, lúc đó con lấy cái bằng chứng con ra là thằng Quân không còn chối cãi, hiểu chưa? Chỉ có cách đó thôi. Ăn cơm! Đứng lại! Đứng lại! Ăn cơm! Đứng lại! Đứng lại! Ơi, mệt quá! Đứng lại mày! Đứng lại! Chạy mà anh luôn này! Dì Năm thì mất, chị họ thì định cư ở nước ngoài, ông Bảy thì say xỉn về, đâu có giao Đậu Bắp chổng được. Chuyện tìm người thân cho Đậu Bắp coi như thua rồi. Tao thấy cách này cũng không được rồi, chắc phải tìm cách khác thôi. Đi mệt muốn chết luôn, không được cái gì. Tôi về đây. Cúp kìa mày! Cúp kìa mày! Trả cái ba lô. Anh có sao không? Cướp. Anh có sao không ạ? Cướp lấy ba lô. Ui. Nè, ăn nè. Há miệng. Giỏi. Rồi. Ngon không? Ngon. Cơm chú nấu mà. Nè, nhớ rồi chưa? Nhỏ nhẹ và khóc nha. Nè, Đậu Bắp, tự ăn được không? Rồi, tự ăn đi, chú nghe điện thoại một cái. Ngồi yên nghe chưa? Không đi đâu nghe chưa? Alo. Anh. Chồng ơi, chồng đang ở đâu vậy chồng ơi? Ở đâu kệ tôi. Anh về đi, em có chuyện muốn nói với anh. Đậu Bắp ngồi yên á, đừng có đi đâu con. Có chuyện gì? Cái chuyện này quan trọng lắm, mày phải gặp anh em mới nói được. Anh về với em liền nha. Tôi không cần biết chuyện gì hết, tôi không về. Vậy chừng nào anh mới về với em? Không là không. Anh về liền với em đi. Chồng ơi. Khi nào thích thì tôi về, không thích thì tôi không về. Chú Quân ơi, chú lấy được chơi cho con không? Chú đang nói chuyện điện thoại, con tự lấy đi con. Chồng ơi. Cái gì? Chừng mắt hù ai vậy? Chừng mắt hù tôi hả? Đừng sợ hả? Mà
vỏ mặt của chú không? À đúng rồi, cảm ơn. Chú kiểm tra lại coi có mất mát gì không? Đủ, đủ rồi, không mất gì, cảm ơn. Không mất gì là mừng rồi. Tốt bụng quá, hai người tốt bụng quá. À, tôi mời hai người đi ăn hủ tiếu nha. Dạ, chắc là không cần đâu ạ. Tôi mời đi ăn hủ tiếu thiệt. Dạ không sao chú ạ, chú không sao được rồi. Tao nghe nè, cái gì? Đó bị té hả? Tao về liền á. Làm sao mà té? Tao có biết đâu, đi. Vậy bọn con đi trước nha chú, nhà có việc gấp ạ. Dạ, chắc bọn con cảm ơn. Có gì gặp không sao nha. Hủ tiếu hả? Dạ thật, cảm ơn ạ. Cảm ơn nha. Sao nhìn chú này quen quen ta? Nè, lắng này là hết đau nè. Thôi mà, con còn đau hay khó chịu chỗ nào khác không? Dạ không. Con đau hay khó chịu chỗ nào khác là phải nói chú liền nha, để chú dắt con đi khám nha con. Chút xíu à, kháng cái gì mà khám. Cái gì vậy? Nhỏ té sưng chù dù cái mắt cá rồi chút xíu. Con người vô cảm vừa vừa thôi chứ. Tại sao mà vô cảm vô hồn như vậy? Cái mắt bì bì thấy nhìn không mưa nổi luôn á. Ai biểu qua đây vậy? Thì tại em gọi anh không chịu về làm chi? Khi nào tôi thích về thì tôi về. Mặt xấu ha con. Như là người xấu mình đừng có nói chơi. Nè. Cái gì vậy? Vô duyên. Nè, nghe chú dặn. Mai mốt á, con mà lấy đồ chơi mấy chỗ cao á là phải nhờ chú lấy giùm, chứ không được tự ý lấy leo leo rồi nó té. Lần này té rồi nó trúng vô con mắt cá, lần sau là nó trúng vô con mắt thiệt luôn, như là hành động nhãn lông luôn đó. Thấy ghê không? Sợ không? Sao anh nói xui quá vậy? Xui cái gì? Tôi dặn con nhỏ, không dặn nó mốt đã bị thiệt rồi sao? Phải dặn dò chứ, không biết dạy con gì. Cái gì dạy con gì? Vì dạy mấy đứa con nít kìa. Làm gì? Đưa đây. Tôi thay sữa cho đó bạn. Tôi đút cho. Đưa đây. Làm gì? Em biết cái gì? Đưa đây. Ai biểu qua đây? Nè cái gì? Hai người đàn ông tôi tự xử với nhau. Giờ để ra lại xíu là mất. Bác, con thấy sao rồi? Chứ nhỏ nói nhỏ khỏe rồi. Còn đau chút xíu thôi giờ hết rồi. Mày thiệt tình á. Sao? Chưa cái gì? Nó mới ngủ mày la sùm hết tất sao? Ở nhà giữ được bắp ngủ không xong. Thì có chuyện gì? Đầu bắp bị té. Sao té? Ý da, để từ từ tôi kể. Da gì mày da? Để từ từ tôi kể không có sao. Tại giữ đầu bắp nè, rồi xong rồi nó điện thoại với tiên, rồi không có để ý, rồi nó leo lên trên tủ lấy đồ chơi cao, rồi xong nó trượt, nó té sưng nó mắt cá. Trời, giờ anh đổ thừa em phải không? Thì tại nói chuyện với em á mới bị như vậy. Mà không có sao rồi. Hỏi đầu bắp là chỉ bị đau cái mắt cá thôi. Nếu mà đau chỗ nào khác là dắt đi bác sĩ khám chụp CT liền. Thế mày dẫn đầu bắp đi khám chưa? Chị đã nói rồi là làm lăn cho nghe cái mắt cá nó không bị đau. Còn đầu bắp mà có bị đau hay là bị đau chỗ nào khác thì báo rồi dắt đi khám bệnh. Cắt một nhúm tóc của thằng Quân, thằng đậu bắp rồi tự động con đem đi xét nghiệm ADN. Kêu mày giữ đậu bắp có mấy bữa à? Vậy mà cũng đã xảy ra chuyện. Chán mày ghê. Tao đó giờ có biết giữ nít đâu. Lần đầu tiên mới có sơ xuất chứ. Thôi cơ mà. Mày giờ vậy nè, nhiệm vụ tao là giữ đậu bắp rồi đó. Còn nhiệm vụ hái bay đi tìm người thân sao rồi? Tao là tao thấy không khả thi rồi đấy. Người thì đi di cư ra nước ngoài, người thì mất, người thì uống rượu say cả ngày ấy. Tôi thấy là không ổn chút nào rồi đó. Người không ổn là chính là tao nè. Tao nói thiệt, giữ đậu bắp một ngày, hai ngày tao còn giữ được. Chứ giữ hả, liên tục kiểu này giữ cả đời thì giữ không ổn đâu đó. Trời ơi, gặp bây giờ hả, tiên vợ tao hả, bù lu bù la. Rồi hả, nó nói tao là ba ruột của đậu bắp. Rồi xong la lối sùm á, rồi tao mới dắt đậu bắp qua đây trốn nè. Tao cũng thấy hợp lý. Bây giờ cả ba thằng làm gì có kinh nghiệm đâu mà trông đậu bắp. Với cả ba thằng bận bỏ xừ ra, làm gì có thời gian đâu mà sắp xếp trông nó. Thì đó. Ủa, mà sao tiên lại nghi ngờ đậu bắp là con của mày? Ai biết. Tự nhiên nói vậy, tưởng tượng ra vậy, rồi nhìn thấy tao rồi nói tao là ba ruột của đậu bắp. Rồi bắt tao đi xét nghiệm ADN rồi tùm lum tà la hết. Trời, tôi muốn khùng luôn á. Tao thấy cũng có thể lắm nhá. Tao thề luôn á, tao thề tụi bay luôn á, tao không phải là ba ruột của đậu bắp. Đúng rồi.
Đúng không Hiền? Tao nói nó tao thề đọc rồi mà còn đúng cái gì nữa. Bây giờ phải tìm ra ba của Đậu Bắp Lai. Ê, không phải là tao. Ai nói là mày đâu? Tìm ba của Đậu Bắp cơ mà. Ờ ha. Sao ngay từ đầu tụi mình không có nào nghĩ ra hết? Bây giờ họ hàng thì có thể là không tìm được đi. Bây giờ chắc chắn ba là phải có chứ. Đúng rồi, phải có ba thì mới có bầu được, đúng không? Mới có Đậu Bắp. Mà bây giờ biết tìm ba đâu? Bây giờ tao nghĩ là phải khoanh vùng lại, xem ai là khả năng cao nhất là ba của Đậu Bắp. Vùng nào? À, hồi lâu tới giờ Nguyệt ở nhiều vùng lắm. Không phải. Nghe cái... Ngày xưa Nguyệt quen ai? Nguyệt yêu ai? À, đúng không? Đúng. Nhớ lại coi. Ê, nhớ rồi, nhớ rồi. Sao? Thằng Tân. Tân. Thằng Tân à. Mối tình của Nguyệt, mà nhớ lần cuối cùng gặp Nguyệt không? Là ba đứa mình nhậu một bữa bái sái với lại Nguyệt. Là tại vì Nguyệt chia tay thằng Tân đó, nhớ không? Ừ, cũng có thể. Trường hợp đó chiếm khoảng 80% đó. Lúc đó thằng Tân làm cho Nguyệt có bầu, sau đó từ chối con Nguyệt, chia tay vậy thôi. Ờ, ủa, bộ mày hay làm mấy chuyện này lắm hả? Sao mày rành quá vậy? Mày tào lao quá, mấy chuyện đó tao kỹ lưỡng lắm. Để tao chống mắt tao coi. Người tính không bằng trời tính, lưới trời lồng lộng nha mày. Tuy thưa mà khó thoát, ý mày nói vậy đúng không? Ờ, thế nào mày cũng bị dính hà. Mày làm như mày hay lắm, kỹ lưỡng lắm. Lạc đề rồi. Bây giờ á, khả năng cao nhất thằng Tân là ba của nó đúng không? Bây giờ tìm cách liên lạc đi. Tao có Facebook của thằng Tân. Ờ. Tao có Facebook của nó, có kết bạn với nó. Tại nó có vô nó like tao mấy tấm hình tao tự sướng đồ đó. Mấy lần mà tôi giặt đồ ở trần tự sướng rồi, nó vô nó like. Bởi vậy ngày mai, ngày mốt gì đó, tao sẽ nhắn tin liên lạc với nó hẹn gặp. Và mình hãy điều tra nó coi sao. Ờ, ok. Nhưng mà nhỡ đâu không phải thằng Tân thì sao? Nếu như mà ngày xưa bọn nó chia tay là vì chán nhau chứ không phải là vì có bầu thì sao? Ê, trong chuyện tình yêu á, mà chia tay vì chán hay không hợp nhau chỉ là cái cớ thôi. Mày nhắc tới gái thì nhanh lắm. Nhanh hơn mày là cái chắc, không phải khen. Thằng này nói chuyện kiểu gì á ta? Nhiều khi ta thấy thằng Khải nó có lý hơn. Nhiều khi hai đứa nó chia tay nhau mà hai đứa vẫn còn trinh trắng luôn. Không có cái vụ gì làm sao có con được. Ê, ngoài thằng Tân có một thằng khác nữa. Thằng nào? Thằng Nhân, tụi mày nhớ không? Thằng Nhân, mối tình đầu của Nguyệt, Thanh Mai Trúc Mã. À, rồi rồi rồi. Nguyệt có kể, Nguyệt có kể. Có kể cái gì lần đó nhớ luôn. Một trận đó là thằng đó đánh ba đứa mình, à, ba đứa mình. Rồi rồi rồi, rồi Nguyệt, ok ok. Đánh ghen nó, nhớ chưa? Có thằng Nhân nữa. Ê, còn ông sếp của Nguyệt nữa. Ông Hiếu. Đúng rồi, ông Hiếu. Cũng có khả năng lắm á. Tại vì hả, tao thấy ổng là rất là lo lắng cho Nguyệt. Lúc mà Nguyệt làm cho ổng á, ổng lấy xe riêng của ổng tới rước Nguyệt đi làm luôn mà. Bọn mày nói thế mà Nguyệt đâu có thích ổng đâu. Ê, nước chảy đá mòn. Với lời ổng ghê lắm, ai biết được. Đúng không? Ổng đầu tư cỡ đó mà xe hơi đưa rước mà dễ gì ổng tha. Mày, bởi vậy mày suốt ngày mày cứ dậy hoài luôn. Thôi, chưa biết ai là ba Đậu Bắp đâu. Bây giờ sắp xếp lịch đi, cuối tuần rồi gặp từng người một. Trời, cũng được, sắp xếp gặp từng người. Mà giờ vậy nè, ngày mai lại tới mày giữ Đậu Bắp á. Tao à, không có giữ rồi. Ngày mai lại tới tao đi ra trận với lại thằng Khải. Mày giữ Đậu Bắp, coi Đậu Bắp cho cẩn thận. Đừng có hẹn hò mê rồi bỏ quên nhỏ trong nhà hàng nữa nha mày. Mày ăn đòn cho mày. Mày làm như mày hay lắm á. Ở đặt tài lanh. Mày muốn thì tao nhường Đậu Bắp cho mày. Cái cù lôi nè. Tao đi về. Ê, cái gì? Tao lại làm trai vậy? Không về. Ê, mệt lắm rồi. Xin lỗi. Vậy làm gì? Con Tiên cũng không cho mày vô nhà đâu. Trang. Dạ. Bản kế hoạch em làm xong chưa? À, dạ chưa, em chưa làm xong. Chị giao nó cho em bao lâu rồi mà em còn chưa xong nữa? Làm tới đâu rồi? Lấy chị coi.
chị đưa cái bản kế hoạch này cho em là nửa tháng rồi. Mà em chỉ làm mới bao nhiêu đây thôi hả? Dạ. Chỗ á thì có, chỗ thì không, chỗ thì thiếu thông tin, không chuyên nghiệp. Em làm như vậy rồi làm sao mà để cho khách hàng được hả? Dạ em xin lỗi. Hay là chị để em làm lại từ đầu nha. Thôi khỏi đi, để chị làm. Trang. Dạ. Bản kế hoạch em làm xong chưa? Dạ chưa, em chưa làm xong. Chị giao nó cho em bao lâu rồi mà em còn chưa xong nữa? Làm tới đâu rồi? Lấy chị coi. Chị đưa cái bản kế hoạch này cho em là nửa tháng rồi. Mà em chỉ làm mới bao nhiêu đây thôi hả? Dạ. Chỗ á thì có, chỗ thì không, chỗ thì thiếu thông tin, không chuyên nghiệp. Em làm như vậy rồi làm sao mà để cho khách hàng được hả? Dạ em xin lỗi. Hay là chị để em làm lại từ đầu nha. Thôi khỏi đi, để chị làm. Bà làm gì bà căng quá vậy? Tôi thấy mấy cái hợp đồng đâu quan trọng lắm đâu. Mà làm gì thấy ghê quá. Ê, bà đừng có nói như vậy. Cũng tại tôi làm gì không tốt mà. Chị nuôi chứ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Thiệt luôn á. Bà bị chửi vậy mà bà còn binh bả nữa. Bởi vì người ta leo lên đầu lên cổ bà ngồi đó. Bà nói nghe nè, sao tự nhiên hôm nay dành làm hết trơn vậy? Tôi cũng đâu có biết. Ê, vậy cũng tốt á. Bà khỏi phải đi làm đêm nữa. Tối nay á, làm bạc tí đi. Này, em gì ơi. À, lại bà yêu đời. Tập trung lại làm việc đi. Ta làm việc phải yêu đời hát hò chứ trời. Dạ. Anh Dương. Mật ông này mới nhập về hả? Dạ đúng rồi anh. Men lên. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ông Tài đâu? Anh dạ anh Tài đâu? Tài đâu ai biết Tài đâu bây giờ. Dạ không thấy. Cậu kiếm tôi làm cái gì? Chuẩn bị chiến tranh giữa các vì sao xảy ra. Anh đổi nhà cung cấp mật ong, sao không thông qua tôi? Nè tôi nói cậu biết, cậu yêu cầu mật ong, tôi có mật ong cho cậu. Còn cái chuyện nhà cung cấp nào, nó đâu có quan trọng. Tại sao tôi phải thông qua cậu? Anh nói vậy sao được? Mật ong mỗi loại khác nhau, sẽ có chất lượng khác nhau. Anh đổi lại loại cũ cho tôi. Làm sao có chuyện đó được? Thứ nhất, nhà cung cấp cũ để giá quá cao, tôi không thể nào mà sử dụng được. Cái thứ hai là mật ong nó giống nhau, chất lượng giống nhau. Tôi thích xài mật ong này. Nhưng mà mật ong này chất lượng không tốt. Tôi không muốn nấu ăn với nguyên liệu không đạt chuẩn. Tôi nói cho cậu nghe nè, hai loại mật ong này chất lượng đều tương đồng giống nhau. Tôi đã quyết định sử dụng mật ong này, cậu đừng có nhiều lời nghe chưa. Vậy chất lượng món ăn kém đi, anh có chịu trách nhiệm không? Cái này mới là ngộ nè. Tôi nói cho anh biết, và tôi nhấn mạnh cho anh biết,
chất lượng món ăn kém không phải là do mực ong mà do đầu bếp dở. Anh đúng không? Đúng không? Anh tìm người khác đi. Cái gì? Nè, ê, ê, ê. Nè, nè, đừng có hù tôi nghe chưa? Nghe chưa? Đâu nè, muốn ăn cái đó. Rồi. Đi. Cô ơi, con thích cái này, cô lấy cho con ơi. Rồi. Cái nào nữa không? Ừ. Đậu bắp. Đi về con. Chú Dương, con ăn lựa đồ ăn mà. Lúc khác ăn. Chú Dương. Chồng. Chồng ơi, chồng đang làm cái gì vậy? Anh gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên nói chuyện ngọt ngào quá vậy? Tính giả lả làm quề đúng không? Biết mình sai rồi đúng không? Kỳ quá à. Thì em biết em sai rồi. Em xin lỗi chồng nha. À, em sẽ mua pizza hoặc là gà rán gì đó cho chồng ăn, chồng chịu không? Chịu, biết sai là được, biết nhận lỗi là tốt. Ngoan, anh tha lỗi cho. À, chồng, chồng ở nhà nha. À, vợ đi spa một tí. Với lại mua vài cái món đồ nữa. Bữa giờ không có đi spa, không có làm đẹp. Em muốn đi spa hả? Đây, anh chở em đi. Thôi. À, không cần đâu. Chồng cứ ở nhà chơi đi. Vợ đi xong rồi cái vợ bắt xe vợ về luôn. Khỏi cần chồng đón nữa. Vậy hả? Thấy vậy cũng tiện. Thôi đi đi, đi spa vui vẻ không quạo. Và nhớ không được suy nghĩ linh tinh và ghen tuông bừa bãi chồng nữa nghe chưa? Được rồi, xin lỗi mà, biết rồi mà. Tha lỗi cho đó. Đi đi em. Anh chờ đó. Có kết quả xét nghiệm ADN. Nếu mà đúng thì anh chết với tôi. Chồng, vậy đi nha. Ừ. Nó tới rồi. Lên. Ê, đâu của em? Mày thấy con Thành không? Hả? Mày chứ ai nữa? Ba mày thiếu tiền tao, giờ mày tính sao đây? Hả? Ông thiếu tiền thì mấy chú đi đòi ông đi. Mày nói chuyện ngang không mày? Cha con mày mượn tiền tao không trả mà còn nói chuyện ngang không mày? Giờ có tiền nữa đây nữa. Tôi không có tiền. Mày đừng có giỏi đây rồi. Tôi không có tiền mà. Anh cướp mọi người. Hôm nay mày may mắn lắm. Không có làm sao đâu. Nhớ mặt tao nhỉ. Chú Dương ơi. Gì? Chú lấy con xương mã con ơi. Cảm ơn chú Dương. Chú Dương ơi. Gì nữa? Chú lấy siêu nhân xanh nè con ơi. Con có siêu nhân đỏ rồi. Lấy siêu nhân xanh làm gì? Tại một mình siêu nhân đỏ không có đánh mãi với giật được. Có chắc lần này lấy siêu nhân xanh nữa là được không? Dạ được. Mình sẽ chiến đấu được. Vậy giờ lấy thêm quái vật nữa là chiến đấu được rồi đúng không? Dạ đúng. Đó, lấy hết cho con luôn á. Đề phòng, nó chiến đấu tới tập 5, tập 6. Chú Dung ơi. Chú lấy hết đồ chơi cho con rồi. Mà con đâu có nhờ chú lấy đồ chơi nó đâu. Vậy con muốn gì nữa? Con muốn đi vệ sinh. Đi đi. Con muốn nhờ chú dắt con đi. Dắt
tự đi được mà. Chờ cháu. Chú đứng ngoài này được rồi. Bỏ ở đây nấu cơm đó hả? Ừ. Vậy bạn chú là ai? Bạn chú là bạn chú. Thế bạn chú tên gì vậy? Châu. Thế bạn chú là trai gái vậy? Con gái. Tập trung vô giùm tôi đi ông hai. Nói nhiều quá à. Vậy chú không thích nói chuyện với con hả? Mẹ con ba đều làm gì hết trơn. Từ giờ một ngày con chỉ được hỏi chú 10 câu hỏi thôi nha. Vậy 10 câu là cái gì chứ? 10 câu tức là hỏi 10 lần. Vậy 10 lần á để cái gì chứ? Là bằng hai lần bàn tay của con đó. Vậy em muốn hỏi hai bàn tay như vậy thôi chú. Tập trung vô đi, nhanh nhanh giùm tôi đi ông ơi. Kêu bạn chú hỏi bao nhiêu lần vậy chú? Con còn được hỏi bao nhiêu lần nữa chú? Đi nhanh lên. Alo. Mày gặp được đạo diễn Thâm Hy chưa? À, chưa. Tao ngồi ở đây mấy ngày hôm nay rồi. Má, trăm người đi ra đi vô mà vẫn chưa thấy ông ấy đâu cả. Tao thấy không gặp được thì thôi, mày tìm cách khác đi. Có khi ông hết thích cái quán đó rồi cũng không chừng. Dù sao á, tin này cũng lâu rồi mà. Thôi được rồi. Bây giờ trao thì cần có một cơ hội mà tao sẽ nắm bắt. Tao sẽ không bỏ lỡ đâu. Công nhận mày lì thiệt. Cảm ơn mày gọi điện quan tâm tao nha. À, có thông tin thì gọi cho tao đấy. Ok. Anh ơi. À, em nhầm người, em xin lỗi. Em ơi, cho anh tính tiền với. Dạ, của anh 2 ly là 50 ngàn. Anh xin lỗi. À, cho anh hỏi cái này với. Em có biết đạo diễn Tommy không? À, là ông Tommy hả? Lúc trước ông ấy hay tới quán em lắm. Toàn là ngồi cái bàn chỗ này nè. Nhưng mà lâu rồi không thấy ông ấy tới quán em nữa. Mày tôi không sao. Mà có gì ông ấy đến quán em thì có gì em gọi cho anh nhá. Anh sẽ hậu tạ. Dạ được. Mà sao dạo này ai cũng tìm ông ấy hết vậy ta? Có ai tìm trước anh hay sao? Dạ đúng rồi. Mấy hôm trước á, có một chị tới quán. Chị nói là nếu mà gặp ông ấy á, thì gọi điện cho chị.
Em nhớ anh. Dạ anh chào cô. Còn anh hả? Con của bạn anh. Đậu bắp, vô nhà đi con. Hôm nay em muốn nấu cho anh ăn. Được. Nhưng mà em quên anh làm nghề gì rồi hả? Đậu bắp, dọn đồ chơi đi con. Đây. Anh chứ. Chết rồi. Tủ lạnh không còn gì ăn hết. Chưa thấy cảnh sát bên à. Em chờ anh chút nha. Cũng được, nhưng mà anh đi nhanh nha. Trung ơi, Trung chơi con ơi. Ở đây. Bây giờ chú Dương đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho con ăn. Con ở nhà ngoan nha. Ui, coi tao nè. Ui, trời ơi. Ê, nè, nè. Hai anh làm gì vậy? Uống xong xong bỏ cái thùng rác. Ủa, nước của tôi á, thì tôi bỏ, mắm mê, tới bạn. Ờ, nước của anh nhưng mà cái việc bảo vệ môi trường á là cái việc chung mà. Hai bỏ cái thùng rác đi. Thôi đi, đi. Nè. Ô, làm gì vậy? Nè, nè, đừng quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Hai anh á nhìn mặt mày sáng sủa mà sao ý thức của tôi vậy? Nè nè, nói gì vậy hả? Đừng có làm cản nha. Tôi gọi đầu bảo của tôi lên đánh hai anh đó. Nè gọi đi. À anh ơi, cứu em. Cứu. Nhanh. Đồng bọn mày đó hả? Đi nè, đồng bọn của tôi á. Hai anh này á vứt rác bừa bãi xong rồi còn ăn hiếp tụi em nữa. Ừ, xử nó đi anh. Sao mày? Sao nhóc? Xin lỗi hai anh. Tại hai đứa bạn em nó không có hiểu chuyện, hai anh bỏ qua. Biết điều như này mới được không? Thôi bỏ qua đi. Đồ con nít. Nè. Ông làm gì kỳ cục vậy? Hai bạn á, cái mốt mà gặp những cái vấn đề này á thì mình né đi. Lỡ có cái chuyện gì xảy ra rồi sao? Cục gì trời? Chuyện xong rồi, mình đi về đây. Nè. Thôi mà. Ây da. Ê thằng kìa. Đàn ông con trai mà nghĩ phụ nữ hả? Tôi hả? Làm gì làm lại được coi. Tôi lưu manh vậy anh, trí thức là đọc sách hả? Hả? Tôi sao? Nãy làm gì làm lại tôi coi. Làm lại. Nè. Anh làm gì vậy? Tự nhiên bắt nạt em trai tôi. Em cô hèn gì. Ý anh là sao? Hai chị em sổ sàng y chang nhau. Em trai cô vừa bắt nạt em gái tôi đó. Nè, nó là em trai tôi, nó không bao giờ làm chuyện đó đâu. Anh vừa động tay động chân gì với nó vậy? Cô vừa động tay động chân với tôi đó. Ê khoan, hình như là chị hiểu lầm nhau rồi đó. Hồi nãy là bạn này giúp tụi em tránh được hai tên người xấu luôn á. Đúng là xì bụng ta ra bụng người. Bạn này á, mình tên Đạt. À, bạn Đạt á, bạn Đạt chỉ gạt tay kỳ ra thôi à, chứ không có gì hết á. Anh hiểu lầm Đạt rồi đó. Sao? Hiểu lầm thôi làm gì ghê vậy? Thôi anh đi trước. Nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Cứ gì alo anh. Ê, bớt vô duyên nha.
đầu bắp ngủ rồi. Giờ tới lượt anh về. Chú Vô ơi, chú bắt mẹ, chú dẫn đi tè chú Vô. Chú ra liền á. Thằng bé nó ngủ chưa? Chắc hồi nãy giờ mấy lần rồi. Rồi nó quay về ngay đó mà. Chẳng lẽ thổ phồng dẫn chị sao? Anh có thấy thỏ đâu không? Thỏ ơi, thỏ ơi, em đâu rồi? Con trai nè. Dạ. Lần này đi coi mắt, đừng có để mẹ bị mắng vốn nữa nha. Con biết rồi mà mẹ. Lần nào nói con cũng biết rồi, xong cuối cùng cũng vậy à. Dạ, tuân lệnh. Thôi chuẩn bị đi cho sớm, không thôi trễ giờ đó. Dạ vâng, để con đi liền. Alo, anh Khải hả? Ông đạo diễn anh tìm, đang ở quán nè. Anh tới nhanh đi. Ok, anh tới liền, anh tới liền. Rồi xong, đi chậm một bước rồi. Ê! Nhớ không nhớ? Nhận ra chú hả? Chú là cái người mà bị giật cái vỏ xanh màu đen ở công viên á. Rồi tụi con dí theo cả... Chú là chú đó hả? Đúng rồi à, tại vì nhìn chú khác quá không nhận ra được à, biết sao không? Mới cạo râu nè, rồi đi tỉa tóc lại cho nó đẹp. Đã trẻ hơn á. Đây mới là phong cách hồi xưa của chú. Tại biết không, tại chú ở ẩn thời gian cái không để ý bản thân mình cho nó xề xòa vậy đó. Nhắc mới nhớ chú chưa mời con ăn hủ tiếu được nha. Trời ơi, hủ tiếu xương ngon lắm. Ờ, trời ơi, cái tỷ nó mình hút vô nghe rột 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 ngon lắm. Dạ không sao đâu chú ạ. Tại vì con giúp người là chuyện nên làm mà.
Hỏi làm gì, bữa nào à, à chú mời con ăn lại nha. À, không ăn hủ tiếu ăn gì cũng được. Cảm ơn chú. À, ừ. À, ủa quên quên hỏi con tên gì? À, con tên Quang Khải ạ. À, Khải. À, dạ, còn tôi tên là Hà Như. À, dạ dạ, đây phía đạo diễn. À, chúng tôi vất vả dữ lắm mới tìm được đạo diễn đó ạ. À, dạ, thưa đạo diễn, là tôi có biết là cái dự án mà 5 năm mà đạo diễn viết cái kịch bản này bây giờ đã hoàn thành phải không ạ? À, đạo diễn ơi. Dạ, dạ thưa đạo diễn, kịch bản 5 năm mà diễn vừa hoàn thành thì công ty của tôi muốn hợp tác với đạo diễn á. Hả? Đạo diễn, chúng tôi tìm đạo diễn khó khăn dữ lắm. Chúng tôi? Dạ. Ủa vậy ạ? Dạ, đây là trợ lý của tôi mới tuyển ạ. Dạ, dạ cùng công ty luôn ạ. À, thật ra cái kịch bản này là tôi ấp ủ lâu lắm, cho nên tôi kén chọn công ty mà để mà sản xuất cái kịch bản này đó. Nhưng mà thôi vậy chắc ở chỗ quen biết chỗ Khải nè, thôi tôi không xem xét nữa, chắc tôi đồng ý luôn quá. Dạ, nếu mà có gì thì đạo diễn cứ email cho tôi. Tôi liên lạc với Khải, tôi liên lạc với Khải được rồi, Khải chung công ty mà. Có gì chú liên lạc với con ha. À, dạ vâng, được chú ạ. Thôi à, bữa sau là phải đi ăn với chú nha. Dạ vâng ạ. Ăn chú rồi ăn trước đi, công việc cũng sao nha. Hứa rồi nha, nha. Dạ, diễn ạ. Cái gì liên lạc với Khải được rồi, không sao đâu nha. Nha, nha. Trời ơi, giờ mới gặp người. Em đã nói rồi mà, em nói được là làm được. Nhiệm vụ cũng không phải là bất khả thi. Cũng là do may mắn thôi. Nếu như mà cậu không giúp đỡ đạo diễn Sammy vừa rồi thì cũng không có dịp mà khoe khoang với tôi vậy đâu. Tử tế cũng là một tài năng mà, đúng không ạ? Cũng có thể. Em hỏi chị một câu được không? Chị không tin tưởng em khi giao nhiệm vụ đi tìm chú Tommy, nên chị đã tự đi tìm chú ấy đúng không? Chuyện này không liên quan tới việc tôi tin cậu hay không. Cho dù cậu có tìm được hay là không tìm được đạo diễn Tommy thì tôi cũng sẽ tự mình liên lạc với ổng thôi. Nhưng mà tại sao chị lại ra quán cà phê này tìm chú ý? Vậy tại sao cậu tìm được quán cà phê này? Sếp của tôi cũng đáng nể đó. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tuần sau cậu bắt đầu đi làm. Ngày mai tôi sẽ email cho cậu thư nhận việc. Còn bây giờ tôi có việc rồi. Chào cậu. Dạ, em chào chị ạ. Mẹ. Mẹ ơi. Con mình... hứa với mẹ là đi coi mắt người ta. Vậy mà tại sao con để người ta đợi con cả buổi vậy? Đúng rồi. Con xin lỗi, tại vì con cũng có công việc. Thôi để con gọi điện xin lỗi cô ấy. Không cần đâu. Mẹ vừa phải gọi điện xin lỗi rồi đó. Con á, đằng nào cũng là chỗ quen biết. Con là mẹ mất mặt quá. Thôi, mẹ đừng giận con mà. Thôi để con gọi điện xin lỗi cô ấy, được không? Nhá. Mẹ đã nói là không cần rồi. Bây giờ con gọi điện thì có ích gì nữa đâu. Con cứ hết lần này tới lần khác. Con làm mẹ thất vọng quá. Mẹ làm tất cả cũng là tốt cho con thôi mà. Lúc nào con cũng dạ dạ dạ. Con dạ chỉ để làm cho mẹ vui thôi. Sau đó thì con làm theo ý con. Mẹ. Mẹ. Ủa? Ơi. Chào Vi. Chào bạn. Ủa, Vi đang chờ ai hả? Vi chờ Kỳ á. Kỳ á? Hình như Kỳ đang trong phòng giám thị sao? Ừ, ngày nào mà cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà không ngờ là tụi mình được học chung lớp luôn á. Ừ, tôi cũng không ngờ luôn á. À, mà bữa nay ngày đầu á, bạn có thấy khó khăn gì không? Tính ra tôi với ông với bà Vi có duyên quá ha, học chung lớp luôn á. Mai mốt á có khó khăn cái gì á thì cứ nói với tôi. Giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp. Mà hồi nãy bà bị cô la có sao không vậy?
Trời ơi, mấy cái chuyện đó cô la hoài có gì đâu mà sợ, tôi quen luôn rồi. Bây giờ có một chuyện đáng lo hơn nè. Chuyện gì vậy? Thì cái chuyện câu lạc bộ của tụi mình đó. Dạ dạ, bị sức kìa. Để tôi làm. Bữa giờ tôi đang tinh tuyển quá trời luôn mà có ai tham gia đâu. Tức dễ sợ là tức luôn á. Nhưng mà câu lạc bộ của mình có nhiều người không? Thì có chủ tịch nè, phó chủ tịch nè. Ôi, có chủ tịch, có phó chủ tịch. Vậy là... đó. Vậy thì hơi ít thiệt. Thì đó, bởi vì tôi mới tức đó. Ông nghĩ coi, một cái câu lạc bộ ý nghĩa bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của cho mọi Đạt người. Cho Đạt tham gia với được không? Thiệt hả? Thiệt mà. Được, được chứ. Trời ơi ông Đạt, lần đầu á tôi thấy ông á là tôi đã biết ông có tố chất của con người biết bảo vệ môi trường rồi. Yeah. Tấm lắm người anh em, tấm lắm người anh em, đi trà sữa nha. Chưa nghe thấy Dương chân ra đó sang được không? Không được, bây giờ đi mua đồ nhanh rồi còn về nữa. Có chắc là một xíu không? Dạ chắc. Yeah. Wow. Sao? Dạ. Con có muốn mua món nào không? Dạ không, con chỉ xem thôi. Muốn thì lựa đi chú mua cho. Dạ không, chứ thêm thôi à. Vậy thì đi, chú gấp lắm. Không được chạy nhảy như con. Dạ. Sao hả? Em thôi chú Dương. Chú nói con đứng yên chỗ sao lên như này? Em thôi nói chú Dương. Rồi đi về. Đi con. Anh nghe nè. Anh nghe tin gì chưa? Nhà hàng có chuyện gì hả? Dạ, bữa nay khách hàng phản ánh nói món ăn ở nhà hàng mình nó không được ngon.
là những món có sử dụng mật ong đúng không? Dạ. Anh đã nói ngay từ đầu rồi, chất lượng nguyên liệu bị thay đổi á thì chất lượng món ăn cũng sẽ thay đổi. Rồi ông Tài có nói gì không? Dạ trước mắt em thấy á, anh đi xin lỗi khách hàng rồi ạ. Còn chuyện sau đó em không biết. Ủa nhưng mà khi nào mới đi làm lại vậy? Khi nào đổi lại nhà cung cấp mà ông cũ á thì anh mới đi làm. Anh Dương, anh Dương. Đây đây, để con sờ cho ạ. Ở rồi, rồi. À, có rồi. Mẹ ăn cơm ạ. Con muốn mẹ ăn cơm. Ừ, ăn cơm. Mẹ. Mẹ đừng giận con nữa mà. Cái thằng này sửa gấp cho mẹ cục xương. Xương là phải để ăn ba, để ba thay cho mẹ, thấy chưa? Ừ. Mẹ ơi. Mẹ định giận con tới khi nào nữa? Cũng chỉ là xem mặt thôi mà. Không sao đâu con. Tính mẹ con là vậy đó. Chừng vài bữa. Ăn cầm đũa ăn. Dạ chào cô giáo, tôi nghe đây. Chào cả nhà yêu, con đi học mới về. Cơm đi con. Cơm. Ba, anh hai, mẹ. Con có một tin vui muốn báo với cả nhà. Đó chính là câu lạc bộ của con đã gia nhập thêm được một thành viên mới. Đó, thế hả? Dạ. Thế chúc mừng con. Dạ. Cuối cùng thì câu lạc bộ của con cũng có thêm thành viên thứ ba. Càng đông người thì mình làm việc càng hiệu quả, hiểu chưa? Tất nhiên rồi ba. Con còn có linh cảm á, hả? Lần này là câu lạc bộ của con hoạt động rất là tốt nữa. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chào cô. Ba ơi. Ngon không ba? Hình như có thành viên thứ tư gọi cho con đấy. Kỳ, từ ngày hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ môi trường gì nữa hết, tập trung học hành cho mẹ. Là sao mẹ? Con có biết anh hai của con á chưa bao giờ xuống khỏi top 5, à không, top 3 mới đúng. Còn con chưa bao giờ ngoi lên được khỏi top 3 từ dưới đếm lên. Nhưng mà con vẫn còn cho anh hai đứa chứ bộ. Trời đất ơi, nói vậy mà con nói được hả? Sao con không giống anh hai con một chút xíu nào hết trơn vậy? Mẹ kỳ quá à. Anh hai là anh hai, con là con. Anh hai thì thích học, con thích hoạt động môi trường. Mẹ so sánh vậy sao được? Muốn hoạt động cái gì, bảo vệ cái gì thì cũng phải học hành cho tốt cái đã. Dẹp hết mấy cái câu lạc bộ cho mẹ. Mẹ, nhưng mà con làm chuyện tốt chứ bộ. Câu lạc bộ của con mới thành lập, chưa hoạt động nữa là mẹ cấm rồi. Kỳ, mẹ không nói nhiều nữa. Tập trung học hành cho mẹ, đó chưa? Còn anh nữa. Nói đi anh em à. Anh không có nhắc nhở con học hành gì hết trơn á. Còn còn ủng hộ nó làm ba cái chuyện bao đồng không à? Tí nữa nhắc ngay. Ba này. Mẹ nhắc lại một lần cuối cùng. Con không sinh hoạt câu lạc bộ gì hết. Từ nay không đi chơi lêu lỏng. Ở nhà tập trung học cho mẹ. Mẹ sẽ canh con 24/24. Khi nào có kết quả học tập thật là tốt, lúc đó mới tính chuyện sinh hoạt câu lạc bộ, đó chưa? Mẹ! Ba kỳ quá à. Con nói đúng. Không ai cấm con là sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng mà quan trọng ở đây á là con phải học tập cho thật tốt. Khi kết quả học tập tốt rồi, con thuyết phục được mọi người trong nhà này rồi thì người ta sẽ ủng hộ con đi hoạt động câu lạc bộ về môi trường, thế thôi. Bà không có đỡ cho con mà còn nói vậy nữa. Anh hai kìa, anh hai cũng là mẹ giận sao ba không la? Ôi dồi ôi, cái chuyện của anh hai nó khác, của con nó khác, hiểu không? Anh hai,
Anh là con cưng của mẹ đó, anh nói giúp em Đinh hai. Anh không đỡ được cho cô ở này đâu. Hay là để anh làm gia sư cho em vài buổi được không? Thôi, em không còn đâu. Nhà mình kỳ quá à. Không ai có tinh thần gì hết trơn á. Còn tổn thương ghê luôn á. Nè, có thấy không? Phụ nữ nhà này đang áp dụng chế độ giảm cân đấy. Thôi, ăn đi con. Yeah. Cơm, cơm, cơm. Cơm, cơm. Lên nè. Ê, này có rau ngon quá. Ừ, mẹ ăn nhiều nhiều vô. Nè. Dạ, cảm ơn chị hai. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đưa đũa. Cảm ơn à. Ủa, à, ăn. Ngớ ngẩn. Mẹ ăn vô. Nó nhiều quá vậy. Con trai thì ăn nhiều vô. Ăn như mèo vậy sao có sức học. Ăn vô đi, rau nữa nè. À, trời. Ăn chấm nước tương đi nữa. Ác quá à. Ê, hôm nay đi học ngày đầu tiên sao à? Vui không? Nhắc mới nhớ, vui lắm dài. Nay vô hả? Làm quen được nhiều bạn mới nè. Ồ. Còn em còn tham gia vô câu lạc bộ của trường nữa. Thấy ghê không? Sao? Tự nhút nhát không dám làm gì. Ai về làm quen được quá trời bạn luôn ha. Giỡn hoài, em chị hai mà. Ừ. Sao mà thua thiệt được. Đúng không? Chị hai á cũng lo kiếm chồng đi. Nấu lên. Rồi. Mỗi đứa một nửa chia ra nè, ăn hết đi. Nhiều quá. À, em không phụ công sức của hai đâu đúng không nè. Nhồn vô ăn đi, ăn hết đi, nhanh lên. Bộ. Có chất xơ còn miếng nè. Ăn ngói luôn á. Nhưng mà ép ăn quá chừng à. Còn nước tương nè. Kỳ quá. Không hết đi. Tiện không á? Tiện chị hai thử ăn đi. Ngon quá. Ngon cơm rồi đó. Ngon gọn à. Thôi vậy, ngon gọn không? Thôi ngon gọn cho. Đi vô nghỉ ngơi đi. Hồi còn lát học bài nữa. Nói nghe lời đi. Đi vô nè. À, khoan. Dạ. Yeah. Cái lô cơm này á là tô cơm cuối cùng rồi. Hết gạo không? Mai mua. Mai mua. Ừ. Đi học đi. Đi học á. Alo, nghe nè ba. Ủa Hân, sao bữa giờ con không chịu chuyển tiền cho ba? Ủa, hôm bữa con mới chuyển cho ba rồi mà. Trời đất ơi, ba xài hết rồi. Chứ ngày nào người ta cũng tới nhà mình đòi nợ ba hết trơn á. Ba biết vậy rồi sao ba còn có đi mượn nợ người ta ngoài làm cái gì? Nói sao vậy? Không mượn thì chẳng lẽ con muốn ba chết đói sao? Trời ơi, hôm bữa tụi nó mới với con để đòi nợ đó. Ba hài lòng chưa? Nè, ba nuôi mày lớn tới cỡ này mà mày so đo với ba với mày vậy hả? Lẽ ra mày phải để cho thằng Đạt nó đi làm kiếm tiền, chứ cho nó đi học chi cho tốn kém. Ba nói gì mà nghe được á hả? Thằng Đạt nó phải được ăn học đàng hoàng. Ba đã không lo được cho nó rồi thì để con lo cho nó. Bây giờ á, ba mượn nợ gì ba tự tìm cách ba trả đi. Con không có lo cho ba nữa. Kết quả xét nghiệm là ngày này cũng đã tới rồi. Phải làm sao ra tiên? Không được. Mình không được coi. Nếu mà mình coi là mình sẽ biết sự thật. Lúc đó mình sẽ rất là đau lòng. Nhưng mà không được. Nếu mà mình không coi á, làm sao mình biết được là Đậu Bắp với anh Quân có phải là cha con hay không? Đã đi xét nghiệm rồi thì phải coi chứ. Thả đau một lần rồi thôi. Thôi, không được đâu. Lỡ mà là sự thật đó thì sao? Giờ phải làm sao rồi? Nếu như mình phát hiện ra Bắp với anh Quân là cha con thì mình.
con ơi. Rồi dừng lại đổ xăng nè, ầm miếng nè. Ba Quân ơi, con yêu ba. Đậu bắp ơi, ba cũng yêu con nhiều lắm. Ba Quân ơi, mà con Tiên là mẹ con. Sao vậy? Con Tiên là mẹ con xấu quá. Đúng rồi, con Tiên xấu quá. Để hai cái bím tóc như Alabel vậy. Bây giờ con thích cô Tiên là mẹ của con đúng không? Dạ. Vậy thì Ba Quân sẽ đổi mẹ khác cho con. Cô Tiên giống như bà điên bán chuối chiên. Không thể như vậy được. Không lẽ nào anh Quân lừa dối mình hả? Ủa chú Quân, coi chú Dương. Ừ. Mà chú Quân đang trong đường phải chú Dương. Chú Quân đang nói chuyện với chú. Mà tại sao chú Quân không qua đây nói chuyện mà nằm nói trong máy vậy chú Dương? Chú Quân đang bận đi lo công chuyện cho đầu bắp nên không có qua được. Mà chú Quân mặc không gì kìa chú Dương. Đợi lúc nào chú Quân qua đi rồi con hỏi chú Quân. Mà chừng nào chú Quân mới về? Chú không biết. Ê, 8 câu rồi nha. Ngày hôm nay chỉ còn 2 câu nữa thôi. Suy nghĩ thật kỹ trước khi hỏi. Chú sắp thoát được mày rồi. Ủa chú Dương cười gì vậy? Còn 1 câu. Ê, tôi anh Tân đúng không ạ? Đúng rồi mình Tân rồi. Tân có kết bạn Facebook với nhau á? Đúng rồi. Thôi mời ngồi. Anh ngồi. Chào thân tình quá vậy. Gì đâu trời ơi, nghĩ gì vậy? Bạn của Nguyệt mà đúng không? Đúng rồi. Mấy mối quan hệ mà tôi quen biết, tôi cảm như tôi thân thuộc lắm. Ông hay like hình tôi đó. Mấy tấm hình tôi like chụp chung với tụi bạn. À là ông like hả? Tôi ảo gì mà không có ra. Thì mới hẹn ra đây gặp. Cảm ơn ông vì đã hôm nay gặp chúng tôi. Thì tại vì ông gọi tôi mới ra đó chứ. Cái nước gì uống đi, cái nước gì uống đi em ơi. Được rồi. Không kêu cũng được. Tí đi. Mà ý ông là sao? Ông vừa nói là gặp tôi á. Chứ không phải ông hẹn tôi ra đây hả? Tôi hẹn mà chứ sao tại ông này. Tôi chung với ông này đó. Thì tôi là bạn thân của Nguyệt. Là bạn của Nguyệt hả? Rồi có chuyện gì không? Nhớ hồi xưa đâu có râu đâu, giờ râu mọc tùm lum tà lao, đô ra hẳn mập mạp á. Trời ơi, cấy đó, cấy dưỡng lắm đó. Ngày tập gym rồi nó phát triển ra vậy đó chứ. Mình thì có sức khỏe bây giờ. Đàn ông dưới nè. Mấy năm nay ông có liên hệ với Nguyệt không? Nguyệt hả? Cũng lâu rồi không có liên lạc. Sao không liên lạc? Thì ông mắc cười á, tự nhiên thì ta chia tay nhau rồi thì thôi liên lạc chứ mất gì sao hỏi. Mà ông là đẹp trai ra nha. Nhìn quyến rũ ghê luôn á chứ. Cười dễ thương đi ra luôn rồi. Bàn chuyện của Nguyệt đi, kể đẹp trai kể đi. Nó nghe nè. Hả? Ông với Nguyệt á, hồi đó sao chia tay vậy? Thực ra tôi với Nguyệt đó là một câu chuyện buồn. Buồn dữ lắm. Câu chuyện sao buồn, kể tôi nghe tâm sự coi. Mà không phải là tôi buồn đâu, Nguyệt buồn đúng hơn á. À là Nguyệt buồn đúng không? Tôi biết rồi, tôi nghi ngay ông mà. Ông là thuộc cái dạng tiếp người mà quất ngựa chi phong đúng không? Đúng trời không? Trời ơi, bậy bạ gì hả? Không có, tôi không có vậy đâu. Tôi quất ngựa chi phong, tôi mà làm cái chuyện đó thì đâu có như bây giờ. Chẳng qua lúc đó tôi quen Nguyệt, thực sự ra là tôi cũng thử tìm hiểu giới tính của mình thôi. Mai thì sau một thời gian quen á, tôi phát hiện ra mình nhẹ nhẹ á, cho nên khám phá giới tính của mình. Tôi vậy là khoảng thời gian ông với lời Nguyệt quen nhau là hai người không có chuyện gì đó đâu đúng không? Trời ơi, đó má, không có chuyện gì mà không có gì hết á. Tôi với Nguyệt chẳng qua là cũng kệ đi, chuyện nó bỏ đi. Nếu mà tôi với Nguyệt không có gì đâu, không có gì hết á.
là không có gì hết luôn. Không có gì hết á. Để tao coi mấy giờ nè. Trời ơi, tay giờ bệnh nàng quá ha. Lâu quá không gặp ông. Ông mà tên là... Khải đúng không? Khải. Đây, đây, đây. Mình cứ bói cho, cứ bói cho. Trời ơi, tôi không tốt. Làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng đừng luôn bây giờ á. Bình tĩnh cái gì vậy? Chuyện gì bình tĩnh nói gì vậy anh? Thì ra là anh lén lút tôi đi hẹn hò mấy người này đúng không? Không phải, bạn bè bạn bè với Nguyệt. Bạn gì mà bạn? Bạn mà nắm tay ghê hả? Ở nhà có nắm tay tôi không? Có tôi bó chứ mà. Ủa, hai người là cái gì? Không, đây là bà xã của mình, Ờ, vậy hả? Xin lỗi nha, thôi đi về. Tao quay phim cả nhục chưa? Chết thiệt, nhục quá. Ai ui, cái gì vừa xảy ra vậy hả? Mình vừa nhìn thấy hồi nãy là hai vợ chồng á. Bây giờ tao mới biết tại sao ngày xưa Nguyệt khóc nhiều như vậy. Thôi tội nghiệp Nguyệt quá. Chuyện tình với ông Tân này y như một cuốn phim. Bởi vậy ông nói nếu nó là buồn như một dòng sông dài. Nghĩ sao hồi đó giờ hai chị em yêu nhau. Còn mày nữa. Tao làm sao? Thấy thằng Tân nó phái mày lắm á. Ê, nhiều khi mày tới với Tân nó hợp hạnh phúc hơn á. Nè, cho em coi bái được không? Cho em coi bái được không? Đi về. Ê, cho tôi coi bái đi. Cho coi bái đi. Ngoan á, tiếp tục đi, tập trung vào suy nghĩ. Mày cười cái gì? Thôi đi. Sao vậy? Thôi đi chơi đâu không? Đâu không? Đi chơi chứ không? Không có gì. Chơi không? Chết đầu ai đúng không nè nè. Thôi đi quên. Mày bị cái gì vậy? Tình hình sao rồi? Không có gì. Tao chắc chắn là không phải anh Tân. Sao không phải anh Tân? Thì Nguyệt ý, thằng cha đấy chỉ là bình phong thôi. Hai đứa tụi mày đang xạo tao đúng không? Xạo mày làm cái gì? Hả? Vậy giờ tao phải tiếp tục giữ nó hả? Mày cười lên coi. Mày giữ nó thì sao? Thằng mẹ nó đáng yêu mà. Đáng yêu vậy thì mày giữ đi. Bữa giờ tao xảy bao nhiêu kèo vì nó. Hôm bữa đưa em về nhà, xém nữa là có một đêm thì ATZ. Chưa gì hết nó đút đầu vô, đút đứng hình với nó luôn. Nghe nhỏ chưa? Này, mày bao nhiêu con thì sao? Nhịn vài tháng trông cho thằng bé đi sao? Nhịn vài tháng? Ừ. Mày chết được đấy. Sao không chết? Chú ơi, tao tàu bay nữa rồi. Từ từ. Alo,
Anh đang ở bên nhà Dương chơi lời đầu bắp nè. Đợi xíu, nghe thoại xong chơi đồ bay tiếp à. Hai người cha con với nhau cho nên chơi với nhau hợp quá mà. Hai cha con gì? Nữa hoài, đã nói rồi cái chuyện này cứ nói hoài. Cái chuyện vô lý vậy mà em cứ nói hoài là sao hả Tiến? Vô lý hả? Tôi có bằng chứng hai người là cha con với nhau rồi đó. Cái gì? Tao không nghĩ mày làm vậy luôn đó. Không tin mày luôn ý. Quân ơi, tại sao mày lại làm Nguyệt như vậy? Rồi mày chối bỏ Nguyệt hả? Mày đúng là hèn hạ. Bốn đứa đi chơi với nhau về xong mày lúc nào cũng đưa Nguyệt về. Cuối cùng bây giờ có con đậu bắp đang ngủ trên kia. Mày sao? Mấy bạn ơi, Mình không có mấy bạn ơi. Như vậy rồi mà mày còn chối. Mình không có. Trời ơi, đúng là một khuôn luôn. Một khuôn gì vậy? Trời ơi, cha nào con nấy. Thôi kìa, cái bộ râu của nó kìa. Râu gì? Mày bị điên hả? Thôi đậu bắp ra đây, chú bế lên ngủ tiếp nào nhá. Chú thương không sao đi. Mày thiệt tình, lúc nãy tôi thấy bộ râu của nó giống mày lắm. Mày điên quá, bộ râu gì nó còn nhỏ xíu, đứa tuổi mầm non mà mọc râu. Mày điên hả? Mày còn điên hơn tao nữa hả? Thôi đừng có ở đó mà giở trò mèo khóc chuột. Bây giờ chỉ còn hai anh em mình nè. Tao tin tưởng mày. Thì đó, mày tin tưởng tao là được rồi. Bây giờ Tiên không tin tao. Chỉ có những thằng bạn thân mới tin tưởng nhau thôi, đúng không? Đúng, tao tin tưởng mày. Mày nói thiệt đi, mày với Nguyệt làm chuyện đó từ khi nào? Tao nói tao không có mà mày kỳ quá. Sao mà không có được? Hả? Đàn ông con trai với nhau, tao hiểu cảm xúc của mày lúc này rối bời lắm đúng không? Mong lung không biết cái gì luôn đúng không? Nhưng mà thiệt tình, mày đã có gia đình rồi. Đùng một cái có con rơi ở ngoài. Tao cũng không hiểu làm sao luôn á. Tao cũng không hiểu sao luôn á. Tao nó không có, tao Nguyệt không có gì hết mà. Mày cứ nói hoài à. Bộ không phải là con tao. Được rồi, mày bình tĩnh đi. Tao hiểu mày. Bạn bè với nhau, tao tin mày. Mày tin tao mày đi đâu hả? Tao lên thu dọn đồ của đậu bắp cho nó về với ba nó. Tao nói tao không phải là ba của đậu bắp mà. Sao là Tiên là không tin tao mày gặp mấy mày cái gì? Ngồi xuống. Mày ngồi xuống. Ngồi xuống đi, tao nói chuyện với mày. Đậu bắp bây giờ nó đã mồ côi mẹ rồi. May mắn lắm nó mới tìm được cha của nó, là hạnh phúc biết chừng nào. Ai ngờ cha thằng khốn nạn. Đồng ý là bây giờ mày đã có một gia đình rồi, nhưng mày phải chấp nhận đậu bắp là con của mày. Tao không phải là cha đậu bắp. Mày bị điên quá vậy? Sao mày tin tao? Tao không có một thằng bạn như mày. Tao nghỉ chơi với mày. Biến ra khỏi nhà tao. Mày không tin tao là không tin mày luôn. Biến ra khỏi chuyện đó. Biến ra khỏi nhà tao. Thằng kia. Thằng kia, quay lại đây. Hai thằng bạn thân với nhau, ngồi xuống nói tử tế xem nào. Đậu bắp nó nghe xem bây giờ. Mày ra đi. Rồi. Thằng Dương nó không có tin tao. Ok, tao tin mày. Đúng không? Mày là bạn thân với tao hồi đó, giờ ba thằng mày là hiểu tao nhất. Đúng không? Tao với mày không có gì hết. Và đậu bắp không phải là con của tao. Nhưng mà đấy là con ruột của mày mà. Sao mày cũng không tin tao luôn vậy? Bây giờ thiệt nói sao cho hai mày hiểu. Tao nói thiệt nè. Bây giờ tao thề độc luôn nè. Bây giờ là ở dưới có đất, ở trên có trời nè, đây có bóng đèn nè, ở ngoài đường có xe nè. Tao nói mà,
tao với Nguyệt mà có chuyện gì ha, hay là Đậu Bắp là con ruột của tao hả, là coi như là đèn tắt tao tắt, tao học máu miệng ra đường xe cán. Ôi gì mà mày thấy thốt kinh vậy? Bình tĩnh lại coi. Bình tĩnh thôi. Chứ nói hoài ai mày không tin thôi, tao vậy á? Bọn tao tin, bọn tao tin. Mày thề đọc như vậy á, tao tin mày rồi. Nhưng mà giờ tao không biết cái này là sao, không hiểu sao mà nó lại trùng khớp như vậy. Nếu mày thề đọc như thế thì bọn tao tin. Thế thì chắc chắn cái này là có sai sót thì rồi. Mày đi kiểm tra bệnh viện xem là họ có sai sót gì không. Vậy là cái này vẫn có khả năng sai sót đúng không? Ừ. Nhưng mà có thể sai sót và cũng có thể là không sai sót nha. Nhưng mà có thể sai sót là coi như là 0.01% là vẫn có sai sót. Vậy thì là vẫn có sai sót. Bây giờ phải làm sao? Nhưng mà trường hợp sai sót dường như là không có. Rất khó có thể sai được. Vẫn có. Có. Thì bây giờ mày tao nó có mà. Tao mới bảo mày là mày đi kiểm tra lại đi. Mày cãi nhau. Chắc 100% đúng không? Ừ. Kết quả bệnh viện tao chưa bao giờ thấy sao giờ. Mày đi chỗ khác luôn đi. Thì bây giờ nó thề thốt như thế rồi, mày tin nó đi chứ. Tao lên gặp Đậu Bắp. Làm gì? Bây giờ chuyện gấp lắm rồi. Nó đang ngủ, mày muốn nói gì với nó nói với tao nè. Bây giờ chuyện hạnh phúc gia đình tao bây giờ gấp lắm rồi. Tao lên tao lấy máu nó. Mày điên quá. Làm gì? Lấy máu nó, lại máu tao mới xét nghiệm được chứ. Mày điên quá, ngồi xuống đi. Khùng quá. Chứ bây giờ vậy ai hiểu tao bây giờ. Bây giờ tao khổ quá rồi. Ủa, anh là nhân viên mới hả? Anh tên gì vậy? Dạ em chào chị, em tên là Quang Khải. Chị tên gì? Ôi, không được, anh đừng có kêu em bằng chị. Em nhỏ tuổi hơn anh luôn đó. Anh kêu vậy là anh tạo nghiệp đó, anh biết không? Ai tuyển đâu ra anh sói ca đẹp trai quá. Chắc là có động lực đi làm mỗi ngày. Tui. Ủa, mà anh làm ở bộ phận nào vậy? Rất vui khi được gặp hai chị. Em là trợ lý mới của chị Như. Rồi xong. Có chuyện gì ạ? Thì ý của anh nói là không biết duyên phận giữa anh và Khải sẽ gặp nhau được bao lâu nữa. Nè, thôi mấy bà, bớt lại đi, thím tém lại. Chào anh Khải. Dạ. Kỷ luật nghỉ việc lần trước của trợ lý chị Như là 3 ngày đó. Hy vọng là lần này anh sẽ trụ lâu hơn nha. Anh ngồi ở đây. Cảm ơn anh. Cũng ngồi đây hả? Ngồi kế bên á. Ngồi đi, ngồi cái. Dạ em chào chị. Cậu Tết rồi hả? Dạ. Đây. Chuẩn bị hồ sơ cho tôi đi họp với công ty Muso lúc 9:15. Dạ. Nhớ in ra 3 bản đính kèm với hợp đồng số 218. Cậu cứ hỏi chị Mỹ booking là sẽ có nha. Dạ vâng. Nhớ email cho chị Diễm bên công ty Blue Moon. Mời dự tiệc ấp máy vào thứ 7 tuần sau nha. Dạ vâng ạ. Với lại hỏi anh Lê Minh là có phản hồi gì về bộ phim 180 phút vừa rồi hay không. Tạm thời như nhiêu đó việc thôi. Dạ. Tôi nghe nè. Rồi tôi biết rồi. Email liền. Dạ vâng ạ. Trợ lý mới của Như hả? À. Tính cô Như lanh lẹ vậy đó. Nhưng mà làm việc với Như thì học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Dạ. Tiếc là giới trẻ bây giờ ít kiên nhẫn quá. À quên, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Long, điều hành một team sản xuất của công ty. Dạ vâng, em chào anh. Tí nữa có chuẩn bị dự án của bên Muso á thì nhớ hỏi bản dự toán kinh phí nha. Dạ. Bởi vì chị Mỹ hay quên điều đó lắm. Dạ vâng, em cảm ơn. Cố lên nha. Dạ vâng ạ. Alo. Tôi liền.
Alo. Tôi liền. Con đi đâu đó? Dạ, mẹ, con đi là vì hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, giúp ích cho mỗi người nè, mỗi nhà nè, mỗi dân tộc nè. Mà hoạt động ý nghĩa như vậy con không thể bỏ lỡ được đâu. Con chào mẹ con đi nha. Con để quên đồ nè. Pin. Nếu như bây giờ mẹ giục những cục pin này vào thùng rác thì con có biết tác hại như thế nào không? Đừng mà mẹ. Chỉ cần mẹ lỡ tay quăng những cục pin này một cách vô tội vạ thôi thì lượng thủy ngân trong một cục pin sẽ làm ô nhiễm 500 lít nước và 1 mét khối đất trong vòng 50 năm. Mẹ nói đúng rồi đó. Khi mà thủy ngân vào cơ thể mình đó, thông qua đường thở nè, đường ăn uống nè, thì sẽ ảnh hưởng đến não, thận, cơ quan sinh sản nữa. Đừng mẹ ơi. Vậy thì bây giờ con chọn đi. Một á là con sẽ đi một cách thoải mái và mẹ cũng thoải mái giục những cục pin này. Hai á là con ở nhà với mẹ. Ý con sao? Trời ơi. Trời ơi, không để lúc nào mình cũng bị mẹ lật tẩy vậy hả? Mẹ! Mẹ! Con cứ ở trong đó học bài đi. Tới giờ cơm mẹ mang lên cho, nghe không? Trời ơi, con không phải tù binh đâu. Vi ơi, tôi có chuyện này gấp lắm luôn á. Báo động là bão cấp 12 luôn. Đạt ơi. Đạt. Đạt ơi. Đạt ơi Đạt. Ai à? Vi Vi tới chơi sớm quá vậy. Vi ngồi chơi. Chờ Đạt xíu. Đạt ra liền nha. Nha. Đạt làm gì vậy? Có gì đâu. Mà sao tiếng nữa mới tới giờ hạn mà Vi tới sớm quá vậy? Quên nữa, Kỳ đang bị kẹt ở nhà rồi đó. Bây giờ mới làm sao bây giờ? Trời, thiệt á hả? Ủa, bạn tới nhà chơi sao không lấy nước cho bạn uống? Dạ em chào chị. Em là bạn của Đạt nè chị hả? Dạ. Mà bây giờ tụi em phải đi họp nhóm gấp rồi. Chị cho Đạt đi chung với em nha. Họp nhóm hả? Họp nhóm thôi mà mặc đồ đẹp trai quá vậy. Ủa chị hay nói gì vậy? Có gì đâu, em mặc đồ bình thường như nhà. Có gì mà. Gì thiệt không? Dạ không. Vậy hai đứa đi đi. Mà chị ơi, nhà chị có dây thừng không chị? Đi họp nhóm mà cần dây thừng để làm gì? Dạ, tại vì sắp tới á là trường em tổ chức cắm trại, cho nên là tụi em phải tập vợt trước á chị, rồi tập chơi trò chơi nữa. Ồ, cần thiệt hả? Cần. Sao không nghe nói gì vậy? Trường mới thông báo. Trường mới báo thiệt không? Sao? Dạ, trường mới thông báo. Trời ơi, trường báo thì phải nói đi. Hai chuẩn bị cho. Dạ. Không được đâu. Chú không thể làm như vậy được. Sao không được? Trời, con hỏi nữa. Trời ơi, cái nhà hàng của tôi. Tôi muốn bán, tôi muốn sang nhượng ai là quyền của tôi. Nhưng chú không thể bán cái nhà hàng cho một cái tay làm ăn thất đức như vậy được. Chú cần tiền hả? Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Bây giờ anh quyết định như vậy, anh có biết là anh bán nhà hàng một cái biết bao nhiêu con người không có việc làm hay không? Trong đó có em. Tôi hiểu. Nhưng mà tôi hết cách rồi. Lực bất tòng tâm. Thua.
Với hai nữa tao cho cậu biết, cho thằng Dương biết luôn, chú đang bệnh nan y. Cái gì? Tôi bệnh nan y, cậu nghe không? Anh bị bệnh sao anh không nói với em? Làm sao tôi nói với cậu biết được? Tôi nói được bất kỳ mọi người mà không có tập trung làm ăn thì làm sao đây? Thôi bây giờ cũng chưa có chắc đâu. Để em chở anh đi bác sĩ để coi xem bệnh nó như thế nào. Hết chữa rồi. Nó bị tâm mà. Thậm chí cậu thấy không, cái viết mà giờ tôi muốn cầm cái viết lên tôi cầm còn không nổi. Nó cầm thử á. Gì không, sao làm ăn gì được. Thôi rất tài. Đừng diễn kịch nữa. Em nói thiệt với anh đó, cuộc đời anh sinh ra để làm nhà hàng chứ đừng làm diễn viên. Tệ lắm. Cái gì? Biết rồi là giờ nói đại đi. Làm người ta diễn gần chết luôn à. Mà làm cái chuyện đó lên chi? Tôi gần cho hai cậu đừng có cãi cọ nhau nữa. Trời ơi, làm chung với một cái nhà hàng à, chầm dầm với nhau hoài ra vô nè. Rồi thằng này Dương vậy nữa, làm bếp trưởng mà bỏ mà bị bếp đi hoài. Rồi ai mà coi nhà bếp con? Rồi cậu nữa, muốn đổi vấn đề mà vấn đề đầu tư trong cái nhà hàng, vấn đề bất cứ một cái dịch vụ gì đó phải nói tu tiên chứ. Mà muốn đổi là cậu đổi làm sao? Thì em chính làm mục đích cũng muốn nhà hàng này tốt lên thôi. Mà nếu em làm sai thì em xin lỗi, mà muốn em sẽ rút kinh nghiệm lại. Nhưng mà anh đổi nhà cung cấp em không đồng ý. Đó, thấy chưa? Chứ hết rồi. Bây giờ chú nói gì thôi đây, đứa nào cũng có khả năng viên hết, cũng giỏi điên hết. Bây giờ nghe lời chú đi, từ hôm nay có mặt chú ở đây nè, hai đứa bắt tay về với nhau được chưa? Trời ơi, hai đứa bay mà không bắt tay xong, tao nói hồi tao mạnh quá, tao lên tăng xong rồi, tao nhập viện tao chết rồi đó. Bắt tay về đi, tao lại mày Dương với làng Tài đi. Không. Bắt tay đây. Mệt chết luôn rồi. Em xin lỗi. Xin lỗi. Xong chưa? Được rồi đó. Được. Chắc rồi. Xuống đi. Okay, okay. Chờ chút nha, lấy ba lô. Sao mình lâu quá vậy? Không biết nữa. Không, phải công nhận cái kỹ thuật buộc nó cũng rất là điêu luyện. Mấy cái đứa nhỏ này á, chơi với nhau mà không biết bày cái trò gì cho nó hay nó tốt. Bày ba cái trò linh tinh này không à. Đu dây rồi lỡ té xuống rồi sao? Mẹ, con có sao đâu. Con chờ tới lúc có sao rồi mới hối hận đúng không? Mẹ này. Mẹ cái gì? Kết quả học tập của con càng ngày càng đi xuống, cho nên là cô sẽ không cho mấy đứa tụ tập leo lỏng nữa. Rõ chưa? Kỳ phải tập trung học hành cho cô. Mẹ, dù mẹ có làm gì thì con cũng học dốt à. Mẹ mà cấm con hả? Con tuyệt thực luôn cho mẹ coi. Để coi con tuyệt thực được bao lâu. Mà mẹ nhớ cái lần con tuyệt thực lâu nhất đâu khoảng 3 tiếng đúng không? À mà nói mới nhớ nha. Anh Trương. Hả? Từ bây giờ trở đi nếu như con Kỳ nó có tuyệt thực á thì anh tuyệt đối không được tiếp tế lương thực cho nó. Anh rõ chưa? Anh nhắc lại cho em nghe coi. Vâng. Ba. Không được tiếp tế lương thực. Ba nói đỡ cho con đi. Sao ba nói kỳ vậy? Bây giờ thì hôm nay thì ba không thể nào ba đỡ nổi cho con. Mẹ. Mẹ gấp lại lợn đi. Mẹ không có lại lợn hả? Là con chói mẹ vô cái ghế này suốt đời luôn á. Cái gì vậy? Mẹ. Mình có cách nào giúp được Kỳ không Vy? Phải chi á, tụi mình giúp Kỳ học giỏi hơn thì được. Còn cái kiểu này á, cái mốt tụi mình hết đi chung luôn cho coi. Không được đi với nhau luôn. Làm sao đây ta? Cô cho tụi con một cơ hội được không cô? Tụi con sẽ giúp Kỳ học giỏi hơn. Con có tự tin quá không vậy? Cái con Kỳ này nè, vừa học dở, vừa làm biến, vừa ly lợm nữa. Cái đó là nhiều khi nó do cái gen đấy. Cái gen gì? Cái gen nó nhiều khi thì nó giống bố nó. Cô cứ giao Kỳ cho tụi con đi, tụi con sẽ dạy Kỳ học thêm. Nè, dạy và học là hai chuyện khác nhau nghe con. Con suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ, cái đó thì con có thể đảm bảo được. Tại vì hồi đó con có dạy mấy đứa ở xóm con dưới quê á, tụi nó còn làm biến hơn nè, tụi nó học dở hơn, mà tụi nó lì hơn Kỳ nhiều lắm. Đúng rồi đó mẹ.
Mẹ, mẹ cho tụi con học chung, chơi chung với nhau nha mẹ. Đúng rồi đó cô. Với lại mẹ thấy vậy thôi chứ con á hả? Là con chịu học là con thông minh lắm, con nói thiệt á. Trời ơi, con nghĩ mẹ là ai? Mẹ là mẹ của con. Mẹ không hiểu con hay sao? Mẹ không cho hả? Là con không có leo gì nữa đâu mà con nhảy thẳng xuống dưới luôn á. Mẹ không tin con à? Ở đây nè nè nè. Con tính làm gì vậy hả? Thì con nhảy xuống cho mẹ coi. Nó mà nhảy xuống là trên cao còn lá úa lá xanh kia rụng rồi đấy. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy vậy? Thôi con ngồi lên ghế đi. Nhưng mà mẹ cho đi thì con ngồi. Mẹ đồng ý. Lần này là lần cuối cùng nghe chưa? Thế coi như là em đồng ý rồi gì? Yeah. Dạ. Xong. Ui. Mẹ ơi. Trời đất ơi. Con chỉ cần thăng hạng là được đúng không mẹ? Tất nhiên. Phải đưa kết quả học tập thật là tốt cho mẹ. Còn nếu không á thì tụi con giải tán, rõ chưa? Dạ. Tiền à, con bình tĩnh lại đi. Con có biết trong lúc này á, con tàn tạ, con xấu xí lắm con có biết không? Nhìn con á, người không ra người, ma không ra ma. Sao mà con vui cho nổi á vậy? Mà con không hiểu tại sao lại lừa con như vậy nữa. Thì chính vì gì đâu ngờ thằng Quân là người như vậy. Nhìn nó hiền lành đàng hoàng vậy, không ngờ lại một thằng lăng nhăng. Làm sao không biết đó. Rồi bây giờ lại có đứa con ngoài cá thú kiểu như vậy. Thiệt là khổ tâm hết sức vậy đó. Nhìn ông nguyên nghiền, cờ cờ vậy thôi. Ai mà nghĩ ông là con người như vậy đâu. Mà gì thấy không? Bây giờ con đã đưa cái bằng chứng ra như vậy rồi mà ông còn chối kìa. Tức không chịu nổi. Nè, bây giờ dì hỏi thật nè. Bây giờ rõ ràng á, đã có xuất hiện của thằng nhỏ đó rồi. Con tính làm sao? Tính sao nữa vậy? Thì thằng nhỏ là con của ảnh, còn con á là vợ của ảnh. Con không biết làm sao nữa. Con xin bắn con, con xin bắn con. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con chơi cưng của ba. Cái gì con? Bình thường. Cái gì? Nói ba nghe. Con có đồ đụng nhẹ như nhẹ mà. Cái gì vậy Lê? Cái số ngàn cứ tìm cách em đánh đập thằng nhỏ chơi cưng của tôi vậy? Hả? Em đúng là cái đồ gì ghẻ độc ác. Đi ra khỏi nhà tôi. Cưng. Đi. Đi. À, thôi, con sợ cái cảnh mà dì ghẻ con chồng lắm. Thôi. Trời ơi, là con tính đánh nó hả? À, sao mà con đánh nó được? Nó nhỏ, nó vô tội mà. Dì Mai không mới tới. Tiền, anh tới với em nè Tiên. Anh tới đây làm cái gì? Anh nói với em là anh yêu em, anh không có lỗi gì với em hết. Với lại đầu óc không phải là con của anh đi làm xét nghiệm lại rồi. Vậy xét nghiệm đâu? Anh đưa bằng chứng ra cho tôi coi. Bây giờ chưa có, mai mốt mới có. Rồi anh lấy cái gì tôi tin anh đây? Anh nói anh lừa dối tôi như vậy không? Tôi tin anh, tôi lấy anh, tôi hy sinh cả thanh xuân của mình để bây giờ tôi phát hiện ra có con như vậy đó. Ai đầu bắp là con của anh, em phải tin anh. Anh dùng thể xác của anh để mà anh chứng tỏ tình yêu của anh đối với em. Anh tới đây để cho em coi cái này. Vì em. Nè, cái gì vậy? Vì em mà anh đã đi xăm mình rồi. Mày đi xăm mình hả? Em hãy xem đi. Anh chỉ yêu mình em. Cái tim em. Vì em mà anh sẵn sàng làm như vậy đó. Ai mượn? Anh tin chưa? Ai mượn chứ? Cái này đâu có phải là xăm đâu. Cái này là anh lấy miếng đồ lên thôi à. Thì bây giờ phát thảo vậy thôi. Em thích tôi ngày mai anh sẽ xăm cái này. Xong rồi trái tim mũi tên đâm vô. Ghi máu nữa. Em nhìn đi. Hãy lấy niềm tin đi mà. Ủa mới cần cái đó. Bây giờ anh về đi. Anh đừng có tìm tôi nữa. Tiền. Anh đi về đi. Anh không có mà anh Tiền. Anh đi về đi mà. Tiền đi. Anh không có. Đi về đi. Tiền anh không có. Anh lừa dối tôi. Anh không có mà Tiền. Tiền anh không có mà Tiền. Tiền ơi. Cái đồ dối cha, cái đồ ba xạo. Anh đi luôn đi. Người ơi, cho thêm 10 chai rượu nữa. Dạ, cảm nè, tụi em chút xíu à. Chú ơi, nãy giờ khách uống quá trời luôn á. Trời ơi, sao để nó uống dữ vậy? Thôi cô vô làm việc đi, để tôi nói chuyện đó. Cho 10 chai rượu nữa mới đủ. 10 chai, cái đầu mày cho 10 chai. Tại sao lại đánh khách hàng
khách hàng là thượng đế mà. Tại sao tôi biết tôi là ai không? Biết ai không? Chú làm. Trời ơi Quân ơi, cái gì mà con nhậu cái gì mà hai ba chai rượu đầu cổ mày y hệt như là cái ổ chim. Rồi mặt mày mà nó xanh lè xanh lét bơ phờ hết trơn trội, giống như cái xác chết trôi sông còn được không? Con còn ngồi đây mà. Chú đã nhìn thấy được cái tâm hồn thể xác con rồi. Mặc dù thấy con sống như vậy thôi nhưng mà tâm hồn con chết rồi. Trái tim con nó vỡ nát bét rồi. Tình yêu là hơi thở của con. Thôi. Con yêu Tiên mà bây giờ Tiên phủ phàng với con giống như không có không khí. Con muốn chết bà, cho rồi. Bậy với bà không. Làm cái gì mà phải chết vậy Quân? Cái từ từ rồi tính. Bây giờ trong thời gian con chờ kết quả lấy xét nghiệm đó, hãy bình tĩnh, đừng có nhậu đổ gì hết trơn cho nó sùm lên, rối ren tình hình thêm chứ, đâu có tốt lành gì đâu. Được chú ơi, con phải nhậu. Con phải nhậu để cho thần kinh con không ổn định được, con không có suy nghĩ lung tung được, chứ không mấy là con không ổn. Chú thương con không? Thương. Nắm tay con. Rồi, nắm tay con. Đêm nay chú tới với con được chứ? Mày điên hả? Hết gà, hết số với con được không? Bây giờ con nhậu mình buồn quá. Đêm nay chú chơi với con đi, con ngồi con buồn quá rồi. Vậy chú cháu mình còn sao? Một mình nó quất hai chai luôn á Quân. Thôi giờ vậy nè, thôi giờ chú uống cho con miếng thôi nha. Chút xíu thôi, không uống nữa. 100%. Ủa? Dạ. Nó không đi dã ngoại với trường hả? Dạ không. Sao vậy? Thì tại nhà còn nhiều sách quá mà em chưa có thời gian đọc nữa. Thôi em ở nhà em đọc cho hết. Sợ không có tiền đúng không? Ờ... Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi. Có nghe câu trẻ không chơi già đổ đốm không? Đi chơi với trường đi. Đi. Dạ. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Ngày mai đăng ký liền. Nếu mà em đi, em đi tới 3 ngày rồi đó. Ừ. Đi đi, sao đâu. Nếu vậy em sẽ đi chợ nấu ăn sẵn, xong rồi cất đoạn về tủ lạnh cho chị Hai ăn nha. Trời ơi, em trai tôi chu đáo chưa kìa. Ai mà lấy được á, chắc là may mắn lắm rồi nha. Trời, em chưa biết là ai may mắn. Nhưng mà chị á, đang có số hưởng mà không biết hưởng. Sao? Lo mà ăn đúng bữa đi. Rồi. Nấu đi tôi ăn. Chị Hai, có chuyện gì hả? Không, muốn gì đâu. Đọc sách tiếp đi.
Cái này bảo đảm ăn hình, sang trọng, lịch thiệp, hợp ý mình. Bắt đầu được rồi. Anh nghe nè. Ừ. Chỉ là buổi ghi hình thôi, có gì trọng đại đâu, cứ làm việc bình thường đi. Ừ. Nói chuyện sau đi, anh đang có điện thoại. Alo. Đúng rồi. Em là MC hả? À, thành tích của anh thì có gì đáng kể đâu. Em cứ giới thiệu càng đơn giản càng tốt. Đúng rồi, Phạm Duy Dương, bếp trưởng của nhà hàng Hoài Phố. Ừ, có gì nói chuyện với em sau nha, anh đang có chút việc. Tỏ ra bận rộn vậy thấy mới nâng cái tầm quan trọng của mình lên được. Xin chào, mình là Phạm Duy Dương, là bếp trưởng của nhà hàng Hoài Phố. Có trang trọng quá không ta? Đơn giản tí xíu. À, xin chào tất cả các bạn. Mình là Duy Dương, là bếp trưởng của nhà hàng Hoài Phố. Sao giới thiệu mà nó nghe nông dân quá ta? Chị Dương ơi, chị Dương mở hũ bếp cho con người. Đây. Trời đất, xong cáo ghi hình của tôi nè. Chú ơi, áo ghi hình là gì chú? Nó có giống như cái áo tàng hình không? Cho con mượn ơi. Ê, dơ áo của chú. Con đi ra ngoài đi. Chú đưa hũ bắt cho con đi, con đói bụng quá à. Bao giờ mới thoát được cảnh này đây? Ai mà giữ thằng nhỏ này á, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Đầu bắp, con xuống dưới chờ chú một xíu, rồi chú nấu gì đó cho con ăn. Dạ. Bạn quyết toán đâu Trang? Dạ đây ạ. Em đưa cho chị bản vẽ final luôn. Dạ em chưa. Dạ chị đợi em xíu. Dạ đây ạ. Tại sáng nay bên kia gửi cho em mà em quên mất chưa forward cho Trang. Cảm ơn em. Lúc cần thì không nghe máy. Chờ chú một chút. Mày giữ đồ bắp cho tao đi. Thôi đi mày ơi. Bây giờ nghe tới tên thằng đậu bắp tao còn nổi da gà còn sợ nè. Bây giờ mày tự xử đi, tao còn phải lo hạnh phúc gia đình của tao nữa. Tao khổ lắm rồi. Vậy thôi nha. Ê! Thôi không nghe nữa đâu. Tiên ơi! Tiên ơi! Chồng của em tới rồi nè!
anh có mua nhiều 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 đồ ăn cho em lắm. Đồ ăn ngon không à? Tiên ơi, mở cửa cho anh đi Tiên. Tiên ơi, anh xin lỗi em mà anh không có làm những cái chuyện đó. Tiên ơi. Dì Mai, cho con gặp Tiên đi dì Mai. Con Tiên nó không thích gặp mặt con ở đâu. Con đi về đi. Không phải đâu, Tiên nó giỡn. Ông Quân ổng tới thì dì lấy chỗ trà, dì đuổi ổng đi nha dì. Thấy chưa, mày nghe chưa? Mày thấy chưa, bây giờ mà con Tiên mà thấy mặt mày hả, nó khùng nó điên lên đó. Mày thấy không, mới nghe tiếng mày thôi mà rồi lấy chỗ trà đuổi mày kìa. Đi về đi, không phải là dì Mai không thương con. Mày đừng có khóc, tao nói đi về đi. Dì Mai biết con không phải là mẫu người đàn ông như vậy mà. Dì Mai biết con á là không phải dạ, được. Cái này dì Mai nói mới biết thôi con. Bây giờ dì Mai nói như không à, khi nào có giấy xét nghiệm ADN đi nha, rồi con đến đây ba mặt một lời, lúc đó là dì Mai sẽ kêu công ty lên gặp con nha. Thôi về con. Cho con gặp vợ con xíu đi dì Mai. Dì đã nói là công ty nó không chịu mà nó gặp con nó nổi điên lên thì sao? Tiên ơi, anh tới em nè Tiên. Ôi mày lì quá, cái thằng này thiệt tình. Đi dì Mai. Ơi dì Mai, nhưng mà con mua nhiều đồ ăn cho vợ con lắm, con cần gửi đồ ăn cho vợ con thôi dì Mai ơi. Dì Mai. Cái gì? Con gửi đồ ăn thôi chứ con. Đưa đây. Dì Mai cho con nhắn với Tiên đó là con yêu Tiên lắm, con không làm gì có lỗi với Tiên. Dì Mai nhắn là không có Tiên con giống như là trâu không có cỏ, giống như là nhà không có chủ, giống như là đậu hũ có mắm tôm, giống như là thái giám không có hoàng hậu, giống như là vua không có hoàng hậu. Tiên ơi, anh yêu em, anh không có làm gì lỗi với em hết Tiên ơi. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Cà phê ba sáu sáu xin chào ạ. Đậu bắp nè. Dạ. Chú Dư không kịp nấu đồ ăn cho con, chú mua gà rán cho con ăn nha. Dạ. Chú ngồi trong quán chơi được không? Trong thời gian chờ gà rán thôi nha. Dạ. Cá heo. Cà phê ba sáu sáu xin chào. Ủa? Ủa đậu bắp, ủa con đi đâu vậy? Tiên ơi, đi đâu? Đi đâu? Có hân nè. Tiên ơi, có hân nè. Tiên ơi, Tiên có hân nè. Có hân nào? Con là người dẫn con đến nhà chú Dương á. Chú nhớ rồi. Cá heo hả? Đây là heo giả cá thì có. Ê, con làm gì á? Tôi chỉ cho bóng người dễ thương thôi. Đúng là cá mập rồi lớp cá heo. Em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Em xin được phép thay mặt công ty cảm ơn chị rất là nhiều. Và em sẽ tranh thủ gửi hợp đồng qua sớm nhất cho chị nha chị. Thôi chị về. Em tiễn chị về nha. Thôi được rồi, để chị tự về, em biết tính của chị mà. Em nhớ báo ngay cái timeline sản xuất qua cho chị nha. Dạ, chị yên tâm, chị về là em gửi liền luôn. Trợ lý mới của em hả? Dạ. Khá lắm đó. Em cảm ơn chị. Thôi chị về nha. Dạ em chào chị ạ. Dạ chào chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện bản thiết kế sáng nay không phải là cậu quên forward cho Trang, mà do Trang bỏ sót thông tin đúng không? Dạ tại cô ấy cũng không. Tôi biết là cậu muốn giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng mà không phải lúc nào bao che cũng tốt đâu. Cứ để cho Trang nó sợ một lần rồi sau này làm việc sẽ tốt hơn. Mà cậu học cũng nhanh đó. Cũng không có gì. Cậu chuẩn bị hồ sơ làm việc với bên Fanbox cho tôi nha. 15 phút nữa tôi cần đó. Dạ. Trang chào các cô. Chào con. Anh Dương ơi, chú Tài bữa nay đi khám bệnh rồi, chú có gửi lời chúc anh ghi hình thành công đó. Chào con. Anh Dương ơi, đợi tụi em set up xong rồi mình bắt đầu quay hình nha anh. Chú Dương ơi, đây là bánh lẩu chú Dương. Đúng rồi con.
Mà bánh nó có ăn lộn vậy chứ Dương? Ngồi xuống không được chịu vậy. Bánh này ăn không được. Mà tại sao người ta lại nhén lên đó vậy? Tại vì người ta thích. Mà tại sao người ta thích? Nãy giờ là 4 câu rồi đó. Nghe chú dặn, không được chạy nhảy lung tung, rồi tại vô bất cứ thứ gì ở đây nghe chưa? Dạ. Thằng nhỏ dễ thương thiệt á anh ha. Ha, lành lắm em. Anh yêu thích nấu ăn từ năm 11 tuổi. Món đầu tiên anh nấu đó là món cháo. Nấu cho mẹ anh ăn khi mẹ anh bị bệnh. Là vậy bây giờ em vào hỏi chú Trần Nam chủ nhà hàng của mình được không anh? Chú Nam không thích nhắc tới tên chú đâu. Chú có gửi lời xin lỗi vì hôm nay đã vắng mặt. Bộ chú đang bận dự án gì hả anh? Thì chú đang bận một chút việc gì đó về ẩm thực. Dạ. Kem đây, kem đây, kem đây. Kem đặc biệt đây, kem đặc biệt đây. Vô đây mời ăn kem. Tôi xin lỗi. Con nghe nè. Ủa sao rồi con? Quay suôn sẻ không con? Đổ môi hột chú ơi. Hy vọng là suôn sẻ. Vậy chú cũng mừng. Nhớ nha. Đừng cứ đưa chú lên sóng là chú ghét lắm nha. Nữa. Thích diễn mà đặt làm mồi. Vậy nha. Đầu bắp. Ngồi xuống. Dạ, ngồi. Ngồi. Mình tiếp tục em ha. Thôi giờ anh cho em hỏi thêm câu nữa nha. Anh có những cái định hướng gì cho các bạn trẻ trong yêu thích nghề đầu bếp không anh? Chơi bóng. Chơi bóng. Chơi. Mình bắt đầu ghi hình đi em ha. Dạ. Ngồi yên nha con. Em dừng nói giùm anh. Không chừng thằng nhỏ giận mình không ta.